Thần y trở lại, Ngô Bình. Tập 142. Ngô Bình, ở nhà họ Dương, em từng đắc tội với ai không? Dương Tư Linh thở dài, em là con gái gia chủ, ai cũng khách khí với em đối xử với mọi người cũng rất nhẹ nhàng, trước giờ chưa từng có xung đột gì. Ngô Bình ngẫm nghĩ, nói có người nhắm vào em, anh sẽ đưa cô rời khỏi đây trước, đợi đến khi chuyện được điều tra rõ ràng thì quay về. Dương Tư Linh gật đầu, được. Cứ như vậy, Ngô Bình trực tiếp đưa Dương Tư Linh đến nhà. Nhìn thấy con dâu tương lai, Lâm Tiên Nhụy vui mừng không thôi. Giao Dương Tư Linh cho Lâm Tiên Nhụy, Ngô Bình lại quay về viện sau tu luyện, anh phải nhanh chóng đột phá võ hồn tầng 10, sau đó đột phá đến cảnh giới võ đạo. Sau khi bước vào cảnh giới võ đạo, thì anh có thể tu luyện võ học thứ tư trong điện đường. Đồng thời, tự anh cũng sẽ được sự công nhận từ vũ trụ võ đạo, từ đó dần dần giải phóng sức mạnh bản thân mình bị kiềm chế. Buổi tối, anh đã đạt đến võ hồn tầng 10, võ hồn mạnh thì sẽ dễ dàng lĩnh ngộ võ đạo, tiến đến võ đạo tầng 1. Sáng sớm hôm sau, khi Dương Tư Linh tìm Ngô Bình, phát hiện quanh người anh có đầy luồng đạo vây quanh, khí tức tựa như thần, khiến cô tôn kính không thôi. Cô ấy sững sờ hỏi, anh Sở, anh lại đột phá rồi. Ngô Bình khẽ cười nói, Tư Linh, hiện tại anh đã đột phá đến cảnh giới võ đạo, có vài lời này, anh phải nói với em. Dương Tư Linh gật đầu, anh Sở, anh nói đi, em nghe đây. Ngô Bình, thật ra anh không phải Sở Hàn thật, hơn nữa anh sẽ không ở lại nơi này. Lúc trước anh đã đồng ý với Bá Dương, sẽ để Sở Trường Canh đến nhà em cầu hôn chỉ là kế tạm mà thôi. Dương Tư Linh ngây người, anh không phải Sở Hàn, vậy anh là ai? Ngô Bình, anh đến từ vũ trụ khác, mới đầu đã bị vũ trụ võ đạo bài xích, vì vậy anh phải tìm một thân phận để che giấu. Hiện tại, anh không cần đến thân phận này nữa. Nhưng trước lúc anh rời đi, anh muốn nói rõ với em trước. Mắt Dương Tư Linh ửng đỏ, anh sẽ không kết hôn với em nữa, đúng không? Ngô Bình khẽ thở dài, anh không muốn em một mình cô độc đến già. Ngoài ra, chuyện này không cần nói cho Lâm Tiên Nhụy, bà ấy là người tốt, anh không hy vọng bà ấy đau lòng. Dương Tư Linh khẽ gật đầu, cảm ơn anh đã nói cho em những chuyện này. Ngô Bình, anh sẽ đưa em về nhà họ Dương, giải quyết người muốn hại em. Khi hai người xuất hiện ở nhà họ Dương, Dương Thế Chân đã ở trong phủ rồi. Vừa đến, Dương Tư Linh đã nói chuyện có người hạ độc, Dương Thế Chân nghe xong, tức giận không thôi. Ngô Bình, bác Dương, để cháu tìm hung thủ vậy. Nói xong, anh bay lên không trung, phát ra một chuỗi âm tiết thật dài. Nghe thấy âm tiết này, mắt Hoàng Ngọc Trinh và Khánh An đều dại đi. Đây là dạng thôi miên trên phạm vi rộng, rất dễ tìm được hung thủ. Ngô Bình quay về, nói, hai người này chính là hung thủ. Nhìn thấy người hạ độc lại là Khánh An và Hoàng Ngọc Trinh, Dương Thế Chân nhắm mắt, trầm giọng nói, lôi xuống. Mấy vị võ giả lao ra, đưa hai người ngây dại kia đi xuống. Vẻ mặt Dương Thế Chân phức tạp nhìn Ngô Bình, cháu lại đột phá rồi. Ngô Bình, cháu đã tiến vào cảnh giới võ đạo, tu luyện cảnh giới võ đạo, tiêu hao rất nhiều tài nguyên, ngay cả nhà họ Dương cũng không thở chịu đựng được, vì vậy cháu phải đến một nơi lớn hơn. Dương Thế Chân thở dài một tiếng, tuy biết sớm muộn cháu cũng sẽ đi, nhưng không ngờ lại nhanh như vậy. Cháu cần giúp gì thì bác sẽ toàn lực giúp đỡ. Ngô Bình, xin lỗi, chuyện hôn sự giữa cháu và Tư Linh phải hủy. Dương Thế Chân gật đầu, được, bác biết, cháu là muốn tốt cho Tư Linh. Ngô Bình, hiện tại cháu phải khởi động một phần sức mạnh, mà khởi động sức mạnh này thì phải tiêu tốn rất nhiều năng lượng. Năng lượng nguyên tinh đối với cháu mà nói quá yếu, cháu muốn biết, gần đây có năng lượng nào cao tầng hơn không? Dương Thế Chân ngẫm nghĩ rồi nói, từ đây đi về phía tây hơn vạn dặm, có một mỏ quặng thiên tinh khổng lồ, nơi đó sản xuất ra thiên tinh. Năng lượng thiên tinh, chỉ có cao thủ cảnh giới võ đạo mới có thể hấp thụ luyện hóa, bác nghĩ chắc chắn nó sẽ có ích cho cháu. Ngô Bình, được, hai ngày tới cháu sẽ đến phía tây. Cháu và bác gặp nhau. Cháu đáp lễ bác vậy, truyền cho bác một bộ công pháp. Nói xong, anh điểm tay, truyền một bộ công pháp võ đạo tu luyện cho đối phương, bên trong có rất nhiều võ kỹ mạnh mẽ, có bộ công pháp này,
Dương Thế Chân có lẽ sẽ có cơ hội đột phá đến cảnh giới võ đạo. Trong đầu Dương Thế Chân đột nhiên có thể một bộ công pháp thâm sâu. Loại công pháp này là thứ mà cả đời ông ấy cũng không thể chạm đến, ông ấy vừa kinh ngạc vừa vui mừng, liên tục bái tạ. Ngô Bình, Lâm Tiên Nhụy nhà họ Sở, làm phiền bác có thời gian thì chăm sóc đôi chút. Hãy yên tâm. Rời khỏi nhà họ Dương, Ngô Bình đến tìm Lâm Tiên Nhụy, cười nói, mẹ, con phải rời đi để tu luyện rồi. Gương mặt Lâm Tiên Nhụy vốn đang tươi cười, nghe thấy lời này, gương mặt lập tức cứng đờ, hỏi, Hàn Nhi, con muốn đi đâu? Ngô Bình cười nói, đi đến nơi rất xa, bởi vì tài nguyên nơi này không thể cung tầng cho con được nữa. Mẹ, sau khi con đi, mẹ phải tự chăm sóc bản thân. Nếu có thể, thì cứ sinh thêm con đi, không có con, bọn họ cũng có thể chăm sóc mẹ. Lâm Tiên Nhụy lập tức rơi nước mắt, Hàn Nhi, mẹ không nỡ để con đi. Ngô Bình cười nói, con đã trưởng thành rồi, phải ra ngoài rèn luyện. Đừng khóc, chắc chắn con sẽ quay về. Hơn nữa, sau này Sở Trường Canh sẽ chăm sóc tốt cho mẹ. Lâm Tiên Nhụy, con người ông ta rất ích kỷ, mẹ không hy vọng vào ông ta. Ngô Bình nói, mẹ đợi đây, con đi tìm ông ta. Rất nhanh sau đó, anh đã đến viện Sở Trường Canh. Lúc này Sở Trường Canh đang cùng mấy thiếu nữ trẻ tuổi xinh đẹp chơi đùa, Ngô Bình xuất hiện khiến ông ta giật mình. Hàn Nhi, sao con lại đến đây? Ông ta vội đứng dậy, chỉnh đốn quần áo. Ngô Bình, các người lui xuống đi. Các cô gái rời đi, anh đến trước mặt Sở Trường Canh, điểm giữa trán ông ta, nói, kể từ bây giờ, ông phải đối xử tốt với Lâm Tiên Nhụy, một lòng một dạ, xem như sinh mạng. Anh cũng không còn cách nào, Sở Trường Canh này chẳng có tình cảm gì với Lâm Tiên Nhụy, anh chỉ có thể dùng bí pháp để khống chế, cho dù Lâm Tiên Nhụy sau này sẽ sống trong hạnh phúc giả dối. Ánh mắt Sở Trường Canh ngây dại, sau đó lại khôi phục bình thường, ông ta khẽ cười nói, Hàn Nhi, con nói đúng, ta sẽ đối xử tốt với Tiên Nhụy, bà ấy là người ta yêu nhất trên thế giới này. Vì thế, khi Sở Trường Canh xuất hiện trước mặt Lâm Tiên Nhụy với ánh mắt dịu dàng, khiến bà ấy kinh ngạc, có chuyện gì vậy? Ngô Bình nói, mẹ, con đã thuyết phục ông ấy rồi, kể từ bây giờ, hai người sống qua ngày thật tốt, sinh thêm em trai em gái chăm sóc cho hai người. Lâm Tiên Nhụy đương nhiên không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng bà ấy rất vui mừng với sự thay đổi từ Sở Trường Canh. Hôm nay, Sở Trường Canh đều không rời đi, vẫn luôn ở bên cạnh Lâm Tiên Nhụy. Còn Ngô Bình thì im hơi lặng tiếng rời đi, để lại một bức thư cho Lâm Tiên Nhụy. Lưng đeo hành lý, Ngô Bình đi về hướng Tây, tìm Thiên Tinh. Hiện tại anh đã là võ đạo tầng 3, nếu tiếp tục tu luyện chắc chắn sẽ phải tìm thêm nhiều tài nguyên hơn. Anh bay trên không trung rất nhanh, không bao lâu sau, đã cách mỏ Thiên Tinh không bao xa. Lúc này, anh phát hiện dưới chân xuất hiện một thành phố rất lớn. Nhìn thấy khói lửa bốc lên, anh đáp xuống một con hẻm trong thành, ra khỏi hẻm là một con phố bán đồ ăn, cho dù đen vũ trụ võ đạo thì tật tham ăn vẫn không bỏ được, ngửi thấy mùi thơm thì nhất định phải đến nếm thử các món ăn ngon lạ. Trên phố có rất nhiều quán ăn vặt, Ngô Bình đã bị thu hút bởi một hàng bán thịt chua. Món này được chế biến từ thịt lợn ở vùng này, họ sẽ thái lát thịt thành từng tảng rồi trộn cùng với một hỗn hợp vừa chua vừa cay, sau đó cứ thế ngâm với một loại gia vị đặc biệt của địa phương. Sau khi đánh chén ba suất thịt chua, Ngô Bình lau miệng rồi định sang hàng tiếp theo. Lúc này, chợt có tiếng sủa của chó vang lên. Anh ngoái đầu nhìn lại thì thấy một con chó què cẳng đang bị người ta cầm gậy đuổi đánh. Bộ lông màu trắng của nó có ánh vàng. Cái đầu không to nhưng miệng thì đang ngậm chặt một cái bánh bao thịt, sau đó vừa nhai vừa kêu ăng ẳng. Ngô Bình thấy con chó này rất gan dạ, bị đánh đến mức đó rồi mà vẫn cố nhai bánh bao cho được. Anh đi tới cản người kia lại rồi nói, đừng đánh nữa, tôi sẽ trả tiền cái bánh bao này. Người kia cười nói, cậu tốt bụng quá, nhưng con chó này thường xuyên đi ăn trộm đồ, mà lần nào cũng trộm được mới hay chứ. Ngô Bình lại mua thêm 10 cái bánh bao thịt nữa. Sau đó đi tới cạnh con chó đang trốn ở góc tường rồi ném cho nó, nói, ăn đi. Con chó nhìn anh với vẻ kỳ lạ, sau đó lại nghi hoặc nhìn mấy cái bánh bao như thể muốn nói, này, bánh bao của anh có độc đúng không, chứ làm gì có chuyện anh thương hại tôi. Thấy thế,
Ngô Bình tức đến phì cười, chết đói đến nơi rồi mà còn suy với nghĩ, lắm chuyện. Nói xong, anh lắc đầu rồi đi sang một quầy thịt xiên. Anh vừa ăn được mấy miếng thì thấy con chó kia tiến lại gần, anh ngoảnh lại nhìn mấy cái bánh bao thì thấy chúng bốc hơi hết rồi. Ngô Bình, ăn khỏe phết nhỉ, muốn ăn nữa không? Con chó kiêu ngạo không thèm trả lời, nhưng mắt thì dán chặt vào xiên thịt. Ngô Bình cười mỉa, người không chỉ lắm chuyện mà còn giỏi ra vẻ nữa. Vì thế, anh nói với chủ quán, cho thêm 20 xiên thịt. Xiên thịt ở đây rất lớn, 3 viên đã vào nửa cân thịt rồi. Để con chó có thể ăn dễ hơn, Ngô Bình đã gỡ thịt ra bát rồi để xuống đất. Con chó lập tức ăn ngấu nghiến như mấy trăm năm rồi chưa từng được ăn thịt. Nó đã ăn 10 cái bánh bao rồi, giờ còn chén thêm 20 xiên thịt nữa, về lý thì nó phải ăn no rồi, vì cùng lắm nó chỉ nặng hơn chục cân thôi. Xong, bụng nó vẫn kêu ục ục như đã bị bỏ đói 3 ngày 3 đêm. Ngô Bình lập tức nổi hứng, trực giác mách bảo anh con chó này có vấn đề. Vì thế, anh gọi thêm 60 xiên thịt nữa để xem nó có ăn hết được không. Dạ dày của con chó này to thật, loáng cái nó đã ăn hết veo, mà bụng chẳng căng lên tê ô nào. Ngô Bình híp mắt lại rồi đứng dậy, tiếp tục đi thưởng thức các món khác. Anh đi đâu, con chó theo đó rồi vẫn tiếp tục tỏ ra sang chảnh, vì thế Ngô Bình không cho nó ăn nữa. Sau khi anh ăn xong ở 3 sạp hàng, con chó không nhịn được nữa nên đã sủa một tiếng. Ngô Bình vẫn mặc kệ nó và không hề có ý cho nó ăn. Con chó cuống lên, cuối cùng trong đầu Ngô Bình đã vang lên giọng nói của nó, tôi bảo này, sao anh cứ ăn mảnh mãi thế, không chia cho tôi một ít được à? Ngô Bình không hề tỏ ra ngạc nhiên, ngươi là chó thành tinh rồi, còn nói chuyện với ta bằng thần niệm nữa. Con chó, hừ, với tôi thì các người chỉ là một giấc mộng hão huyền không đáng nhắc tới. Ngô Bình, người bảo bọn ta là giả ư? Con chó, đúng thế. Không thì sao tôi ăn mãi cũng không no. Ngô Bình chợt nghĩ đến chuyện gì đó, lẽ nào ngươi đến từ vũ trụ chính? Con chó tỏ vẻ ngạc nhiên, anh biết vũ trụ chính à? Ngô Bình cười khẩy, biết thì sao, ta còn biết có người từng đến đó đấy. Con chó đã phải nhìn Ngô Bình bằng con mắt khác, thế anh đến đó rồi à? Ngô Bình, chưa, nhưng sớm muộn gì ta cũng sẽ đến được đó. Con chó trầm ngâm một lát rồi nói, không ngờ sinh linh hư ảo cũng có thể đến vũ trụ chính. Ngô Bình, khi mạnh đến một mức nhất định thì hư sẽ hóa thực, khi cảnh giới đủ cao thì hư thực sẽ giao hòa. Con chó, cho tôi thêm ít đồ ăn đi. Ngô Bình. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Nhân lúc nó đang ăn, Ngô Bình hỏi, người đến từ vũ trụ chính thật à? Con chó, tôi là một con chó vô địch ở đó đấy, chủ nhân của tôi là một đại mỹ nữ. Một lần, chủ nhân lái xe xảy ra tai nạn, chúng tôi đều bị thương nặng. Ngay khi tai nạn xảy ra, một luồng sức mạnh đã bao lấy chúng tôi, sau đó tinh thần của tôi đã bị đưa đến đây. Ngô Bình như có điều suy nghĩ, vậy là chỉ có tinh thần của ngươi đến vũ trụ võ đạo thôi, còn cơ thể thì vẫn ở vũ trụ chính hả? Con chó gật đầu, tinh thần và cơ thể của tôi là một thể, tôi bây giờ còn đang bị què nên chẳng làm được gì. Ngô Bình, chủ nhân của ngươi cũng đến đây rồi à? Con chó, chắc không, chỉ có tinh thần của tôi xuyên đến đây thôi. Thật ra từ nhỏ tôi đã phi phàm và thông minh hơn con người rồi. Ngô Bình, ngươi thông minh hơn con người ư? Con chó, ừ, tôi là tâm phúc của chủ nhân đấy. Không có tôi bảo vệ thì chủ nhân không sống được đến nay đâu. Ngô Bình nghi hoặc, kỳ lạ, một con chó như ngươi mà thông minh hơn con người, lẽ não kiếp trước ngươi là người. Con chó, không biết, anh giúp tôi quay về được không? Ngô Bình, giúp thế nào? Con chó, nghe vẻ anh cũng rất giỏi, chờ khi nào anh đến vũ trụ chính thì hãy dẫn tôi theo. Ngô Bình, tại sao ta phải dẫn ngươi theo? Con chó nhìn anh, nếu anh đưa tôi đi cùng thì tôi có thể giới thiệu cho anh làm quen với chủ nhân của tôi. Ngô Bình cười nói, ta có con rồi nên điều kiện này không hấp dẫn đâu. Con chó cuống lên, chủ nhân tôi xinh lắm đấy, đến lúc đó rồi anh sẽ biết. Ngô Bình xua tay, thôi được rồi, nếu ta đến được đó thì sẽ dẫn ngươi đi cùng.
Con chó mừng rỡ, nhớ giữ lời đấy. Ăn nó xong, Ngô Bình dẫn nó bay tiếp đến mỏ thiên tinh. Này, người có sợ độ cao không? Ngô Bình hỏi. Con chó, này cái gì, tôi có tên, chủ nhân gọi tôi là Nhị Cẩu. Ngô Bình trêu nó, ngươi là Nhị Cẩu, vậy anh ngươi là Đại Cẩu à? Con chó, đúng, tôi sinh thứ hai nên là Nhị Cẩu. Ngô Bình, được rồi, giờ chúng ta sẽ đến mỏ thiên tinh để lấy thiên tinh tu luyện. Nhị Cẩu, thiên tinh ư, tôi có thể giúp anh. Ngô Bình, ngươi có thể giúp ta ư? Nhị Cẩu, tôi có một năng lực là di chuyển đồ đạc, tôi sẽ vận chuyển thiên tinh cho anh. Ngô Bình, ngươi chuyển được bao xa? Nhị Cẩu, tôi chuyển được qua núi, qua biển. Ngô Bình giật mình, thế cơ à? Nhị Cẩu, sao, không tin à? Ngô Bình bật cười, tin, lát trông cậy cả vào ngươi đấy. Ngô Bình nghĩ nếu Nhị Cẩu đến từ vũ trụ chính thật thì nó sẽ có những năng lực đặc biệt là chuyện hiển nhiên. Chờ khi đến gần mỏ thiên tinh, Ngô Bình thấy có người đã giăng kết giới ở bên ngoài. Với tu vi hiện giờ, anh khó có thể phá được. Dù có phá được thì cũng bị người ta phát hiện, sau đó làm kinh động tới chủ mỏ. Ngô Bình hỏi Nhị Cẩu, người có cách nào phá được kết giới này không? Nhị Cẩu, anh đang nói đến lớp màn sáng màu đỏ ở phía trước à? Tôi đã từng thấy thứ này rồi, nó không cản được tôi đâu. Ngô Bình rất ngạc nhiên, anh bế Nhị Cẩu lên rồi bay tới lớp màn sáng. Lúc này, hình như trong người của Nhị Cẩu đã hình thành một lực trường kỳ lạ, bọn họ vừa đến gần thì lớp màn sáng đã thủng một lỗ để họ xuyên qua. Diện tích của mỏ thiên tinh rất rộng, phải đến mấy chục nghìn cây em vuông. Ngô Bình và Nhị Cẩu đáp xuống một ngọn núi, anh phóng thần niệm ra thì thấy bên dưới khu vực này đúng là có không ít thiên tinh. Nhưng bề mặt của thiên tinh ở đây bị che bởi một lớp nham thạch rất cứng nên muốn đào được thiên tinh lên thì rất khó. Đứng ở đây có thể nhìn thấy cách vài trăm dặm ở phía trước có một hầm mỏ, công nhân đào mỏ đã phải đi xuống dưới lòng đất hàng chục nghìn mét để thai khác thiên tinh, hiệu suất rất thấp. Ngô Bình, Nhị Cẩu, trông cậy cả vào ngươi đấy. Nhị Cẩu, tôi không biết tu hành, anh phải cho tôi biết vị trí của thiên tinh. Ngô Bình nghĩ rồi nói, chuyện này đơn giản. Vì thế, anh ấn vào đầu Nhị Cẩu một cái, tiềm thức của nó đã nối liền với suy nghĩ của anh để đi tìm thiên tinh ở dưới lòng đất. Thiên tinh tách nhau ra thành từng khối với khoảng cách rất xa, vì thế công cuộc thu thập sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Khi thần niệm của Ngô Bình khóa chặt một khối thiên tinh, nó lập tức biến mất, sau đó xuất hiện ngay trước mặt anh. Khối thiên tinh này to như củ khoai lang, nó có màu vàng kim. Bên trong có một luồng sức mạnh như làn khói xoay tròn. Ngô Bình tròn mắt nói, tốt, tiếp tục. Anh chỉ việc dùng thần niệm để tìm thiên tinh, còn Nhị Cẩu sẽ phụ trách di chuyển thiên tinh tới chỗ anh. Vì thế, thiên tinh ở cạnh Ngô Bình ngày càng nhiều hơn, từ 10 khối lên thành 3.000 khối. Khu mỏ này có khoảng 300.000 khối thiên tinh. Sau khi khai thác hết thiên tinh ở quanh đây, Ngô Bình đã chuyển sang chỗ khác rồi thu thập tiếp. Sau khi trời tối, anh đã có mấy trăm nghìn khối thiên tinh. Đến sáng hôm sau thì số lượng thiên tinh đã đạt đến 280.000 khối. Số thiên tinh còn lại ở xa quá, hơn nữa cũng không còn bao nhiêu, chúng ta về thôi, anh nói với Nhị Cẩu. Xong xuôi, Ngô Bình và Nhị Cẩu đang chuẩn bị rời đi thì chợt nghe thấy tiếng bước chân. Ngô Bình lập tức trốn phía sau một tảng đá lớn rồi che giấu khí tức. Bước chân tiến lại ngày càng gần hơn, có hai người đi tới, một người nói, sư huynh, ngày nào cũng đi tuần ở mỏ thế này chán chết đi được, ngày mai đội mình được nghỉ, hay đến thành Tử Dương chơi đi. He he, được đấy, anh cũng nhớ Mỹ Kiều ở đó lắm rồi. Nhưng chi phí ở Di Hồng Lâu cao quá, chúng ta cần nghĩ cách kiếm thêm tiền mới được. Em lén tích được mấy mảnh vỡ của thiên tinh rồi, có thể đổi được kha khá tiền đấy. Hai. Nếu lấy được một khối thiên tinh thì đã giàu rồi, tiếc là phó trưởng lão canh ghê quá, không ai dám lấy. Long Hổ Tông mình thu thập mấy chục nghìn khối thiên tinh để chia cho ai thế nhỉ? Còn ai vào đây nữa, đương nhiên phải chia hơn nửa cho các thế lực siêu cấp bên trên rồi, số còn lại thì các trưởng lão cấp cao chia nhau dùng để tu luyện. Cường giả ở cảnh giới võ đạo cần rất nhiều thiên tinh, tôi nghe nói nhiều trưởng lão không được chia phần nên thường xuyên xảy ra mâu thuẫn.
Hai, chuyện này không liên quan đến mình, tiếp tục đi tuần thôi. Chờ hai người đó đi xa rồi, Ngô Bình lập tức chuồn ngay. Anh nhanh chóng leo lên một ngọn núi khác, song đột nhiên có một cô gái mặc váy tím với dung nhan tuyệt sắc, khí chất lạnh lùng đáp xuống phía bên trái anh. Cô ấy nhìn Ngô Bình rồi hỏi, anh là đệ tử ở đâu? Ngô Bình chợt nhớ tới cuộc trò chuyện của hai người ban nãy nên đáp, tôi là người của đội 2, tối nay đi tuần. Cô gái gật đầu, đi với tôi. Ngô Bình thầm nghĩ cô ấy là ai mà bắt anh phải đi cùng chứ, anh đang định đánh ngất cô gái thì cô ấy chợt nói, tôi luyện đan mà thiếu trợ thủ, anh đến giúp tôi đi. Nếu tôi có thể luyện đan thành công thì sẽ trọng thưởng cho anh. Nghe thấy thế, Ngô Bình hào hứng nói, được. Cô gái vung tay lên, cả Ngô Bình và Nhị Cẩu đều bay lên cao rồi tiến về phía đỉnh núi. Trên đỉnh nói có rất nhiều nhà, bọn họ đã đáp xuống một trong những ngôi nhà ở đó. Trong nhà này có một phòng luyện đan, lò luyện đang cháy rừng rực, các giá bên cạnh thì có đầy dược liệu. Ngô Bình liếc nhìn là biết toàn dược liệu quý, còn lò luyện thì cũng không chê vào đâu được. Lò luyện trước kia của anh đã oách lắm rồi, nhưng vẫn thua cái lò này. Đi rửa dược liệu cho tôi, dùng nước suối ở kia kìa, cô gái vừa về đã bắt đầu chỉ huy ngay. Thấy Ngô Bình cứ đờ ra, cô ấy nói, ngẩn ra đấy làm gì? Đi rửa thuốc đi. Ngô Bình ho khan một tiếng rồi nói, à, cô gì ơi? Ai cho anh gọi tôi như thế hả, cô gái cau mày. Vì thế, Ngô Bình đành sửa lại lời, đại tiểu thư. Anh không biết tôi à, cô ấy tỏ vẻ ngạc nhiên. Ngô Bình đành nói, tại hạ mới đến. Cô gái gật đầu, tôi là con gái của tông chủ các người nên các đệ tử ở đây đều gọi tôi là cô. Nghe thấy thế, Ngô Bình quyết không chịu gọi nên nói, cô trẻ trung xinh đẹp thế này mà bị gọi là cô thì không hay, thôi tôi gọi cô là nhị tiểu thư nhé. Cô gái nghe xong thì cười nói, anh lẻo mép thật đấy, được rồi, tuy anh muốn gọi sao thì gọi, ban nãy anh định nói gì. Ngô Bình, chỗ dược liệu này không cần rửa trước khi luyện đan đâu, nước và bụi bám bên ngoài dược liệu cũng được coi là một phần của dược tính, rửa mất rồi thì hiệu quả sẽ giảm. Cô gái ngẩn ra, thật ư, lần đầu tôi nghe thấy đấy, được rồi, thế thì không rửa nữa. Dứt lời, cô ấy mở lò luyện ra rồi định bỏ dược liệu vào. Ngô Bình suýt nữa nhảy dựng lên rồi nói, nhị tiểu thư, đừng bỏ vào như thế. Anh đậy nắp lò lại rồi đập vào thân lò, phía trên xuất hiện một cánh cửa nhỏ để cho thuốc vào. Cô gái nhìn vào đó rồi ngạc nhiên nói, anh hiểu về luyện đan à? Ngô Bình, trước tôi từng hầu hạ một thầy luyện đan nên cũng biết sơ sơ. Cô gái sáng mắt lên nói, tốt quá, tôi đang định tìm một người như anh làm trợ thủ đấy. Ngô Bình nhìn xuống phía dưới lò luyện rồi nói, nhị tiểu thư, cô dùng than thuốc à? Than thuốc làm từ tro của dược liệu. Cô gái gật đầu, đúng là anh biết luyện đan thật, tôi mất bao nhiêu tiền để mua chỗ than này đấy. Ngô Bình hạn hán lời, nhị tiểu thư, đan dược cô định luyện chế đây à? Anh chỉ vào một phương thức luyện đan rồi hỏi. Cô gái, ừ, nó đấy. Đó là huyền võ thần đan, là một đan dược rất quý. Ngô Bình, đan dược này tương khắc với than thuốc, cô đổi loại khác đi, nói rồi. Anh chỉ vào một cái hộp than thuốc khác. Cô gái sững người, ờ được rồi. Đổi than xong, cô ấy định luyện đan luôn. Ngô Bình, nhị tiểu thư, trước khi luyện đan thì cô phải rửa lò, hay thôi để đấy tôi làm cho. Cô gái cười nói, được, anh làm đi. Ngô Bình đổ nước sạch vào trong lò rồi đậy lại, khoảng 10 phút sau, anh mở lò ra thì có một luồng khí trắng bay lên, sau đó đã cuốn hết bụi bẩn trong lò đi. Giờ thì anh đã biết cô gái này không hiểu gì về luyện đan cả, chỉ phí dược liệu thôi nên nói, nhị tiểu thư, tôi luyện thử một lò nhé, cô cũng tham khảo đi. Cô gái ngực nhiên nói, anh biết luyện luôn à. Thật ra, Ngô Bình không muốn cô ấy lãng phí dược liệu, tôi biết một chút thôi, nói chung vẫn đủ để luyện chế huyền võ thần đan. Nói rồi, anh bắt tay vào luyện đan luôn, trong lúc đó, anh đã dùng tới đan quyết. Thủ pháp kỳ diệu tới mức khiến cô gái trố mắt ra nhìn. Sau khi cho vị thuốc cuối cùng vào, Ngô Bình chợt cảm thấy lạnh sống lưng, cô gái lạnh giọng nói, anh là ai? Ngô Bình không ngoảnh lại mà cười đáp,
cô phát hiện ra rồi à, thật ra tôi là một thầy luyện đan rất giỏi đấy, tôi đến đây để tìm ít dược liệu thôi. Cô gái nghi hoặc hỏi, ở đây thì có dược liệu gì? Ngô Bình, một loại khoáng vật, nó lẫn với thiên tinh nên công cuộc tìm kiếm hơi khó. Nói rồi, anh luyện đan tiếp, chưa đến nửa tiếng sau, đã có một luồng sáng bay ra khỏi lò luyện, sau đó anh đã bắt lấy nó rồi tạo thành ba viên đan dược. Ngô Bình hài lòng nhìn ba viên huyền võ thần đan trong tay rồi nói, khá phết, đan dược cấp đế phẩm. Cô gái vội vàng cầm một viên lên xem rồi uống luôn, ngay sau đó đã có một luồng sức mạnh kỳ diệu xuất hiện trong cơ thể của cô ấy. Cô gái hô lên, đan dược tốt quá. Ngô Bình cười nói, tôi đã luyện đan cho cô xong rồi, tạm biệt. Anh đang định đi thì bị cô gái chặn lại, cô ấy mỉm cười rồi hành lễ với anh, tiên sinh, Long Hổ Tông chúng tôi đang thiếu một đại sư luyện đan tài ba như anh, hay anh ở lại luyện đan giúp chúng tôi đi. Đương nhiên Ngô Bình không có hứng nên định từ chối, nhưng cô gái đã nói trước, mấy năm trước, Long Hổ Tông tình cờ có được một vườn thuốc thượng cổ, có nhiều dược liệu quý hiếm ở đó lắm. Ngô Bình, tôi tự to tự tại quen rồi, không thích bị gò bó. Cô gái vội nói, chúng tôi có gò bó tiên sinh đâu, anh chỉ cần mỗi tháng luyện chế vài lò đan dược cho chúng tôi là được rồi. Ngô Bình tỏ vẻ khó xử, cô gái thấy thế thì bồi thêm, chúng tôi sẽ trả công xứng đáng cho mỗi lò đan dược của anh. Ngô Bình cười nói, nếu nhị tiểu thư đã có thành ý như vậy thì tôi đồng ý. Cô gái mừng rỡ, tiên sinh. Tôi là Hà Hoan. Đây không phải chỗ tiếp khách, mời tiên sinh đến Long Hổ Tông với tôi. Ngô Bình, hình như Long Hổ Tông không ở đây, sao cô lại đến đây luyện đan? Cô gái cười nói, vì bố tôi không muốn tôi luyện đan linh tinh làm phí dược liệu, vì thế tôi đã lén đến đây thử. Ngô Bình lắc đầu, cô chưa học luyện đan thì sao mà luyện được? Hà Hoan chớp mắt nói, tiên sinh, anh có thể dạy tôi không? Ngô Bình cười nói, được, nếu cô chịu khó học thì sau này thành tựu sẽ khá đấy. Hà Hoan mừng rỡ, đồ nhi tham kiến sư phụ. Ngô Bình xua tay, thôi đừng gọi thế, tôi chỉ dạy cô thôi. Hà Hoan, không được, nếu tiên sinh đã dạy tôi luyện đan thì là sư phụ của tôi rồi. Ngô Bình, thế này đi, cô cứ về Long Hổ Tông trước rồi nói rõ chuyện này với bố mình. Tạm thời tôi sẽ ở lại đây tu luyện. Khi nào cô thu xếp xong ở bên đó thì quay lại gặp tôi. Tôi sẽ dùng dược liệu ở đây luyện chế thêm vài lò đan dược nữa. Kiểu gì đến Long Hổ Tông chẳng phải cầm đan dược theo. Hà Hoan gật đầu, vâng, thế sư phụ chờ tạm ở đây nhé, cùng lắm 3 ngày nữa là con quay lại thôi. Ngô Bình, rồi, cô đi đi. Hà Hoan chỉ mong về thông báo thật nhanh tin vui này cho tông chủ của Long Hổ Tông. Vì thế đã căn dặn người làm ở đây thật kỹ rồi mới rời đi. Hà Hoan đi rồi, Ngô Bình cũng không vội luyện đan ngay mà lấy thiên tinh ra rồi bắt đầu tu luyện. Tu luyện sau tầng thứ 3 cảnh giới võ đạo với Ngô Bình mà nói thì cực kỳ đơn giản, anh chỉ cần có đủ sức mạnh để hấp thu thì sẽ tiến bộ nhanh chóng. Loáng cái, khí thức của anh đã mạnh mẽ hơn, còn anh thì tiến vào tầng thứ 4. Tầng thứ 4 của võ đạo tương đương với cấp đạo tổ của vũ trụ trấn đán. Chờ khi khí thức ổn định rồi, ngày hôm sau Ngô Bình mới tiếp tục đột phá và tiến vào tầng thứ 5. Tầng này tương đương với tu sĩ cấp đạo tôn. Sau khi tiến vào tầng cảnh giới này, anh mới bắt đầu luyện đan. Anh nghiên cứu qua về dược liệu mà Hà Hoan để lại rồi luyện chế được 3 loại đan dược, cả 3 đều có chất lượng tốt hơn huyền võ thần đan. Đến ngày thứ 3 thì Hà Hoan đã quay lại, đi cùng với cô ấy còn có một tu sĩ trẻ tuổi. Tu sĩ này có vẻ rất cao ngạo, gần như không coi ai ra gì. Hà Hoan có vẻ bực dọc nói, sư phụ, bố con mời người tới. Ngô Bình gật đầu, ừ, tôi mới luyện thêm 3 loại đan dược nữa, tiện cho tông chủ xem một thể. Khoan đã. Người thanh niên chợt lên tiếng rồi hỏi Ngô Bình, anh bảo anh là thầy luyện đan, thế anh là người ở đâu? Có lọt vào top thầy luyện đan không? Top thầy luyện đan là chỉ những người được quốc gia hoặc thế lực lớn sắc phong danh hiệu, thường thì những ai không có danh hiệu thì trình độ đều rất tầm thường. Ngô Bình nói, tôi không cần phải khai báo với anh. Người thanh niên cau mày, tôi thấy anh giống lừa đảo hơn. Hừ, anh chỉ lừa được sư muội tôi thôi, chứ không lừa được tôi đâu.
huyền võ thần đan của anh là anh mua chứ gì? Ngô Bình nhìn tên đó như một kẻ ngu đần rồi nói, nếu anh không thể đại diện tông chủ của Long Hổ Tông thì ngậm miệng lại đi. Hà Hoan cũng nổi giận nói, nhị sư huynh, trước khi đến đây chúng ta đã thỏa thuận thế nào? Anh bảo sẽ lịch sự với sư phụ tôi cơ mà, chính mắt em đã trông thấy sư phụ luyện đan, mà anh dám bảo sư phụ là lừa đảo, ý anh là tôi có mắt như mù à? Nhị sư huynh kia hừ nói, sư muội, em còn trẻ người non dạ, hắn dùng thuật che mắt đấy. Nói rồi, tên đó chỉ vào mặt Ngô Bình, tôi nói cho anh biết, Long Hổ Tông không phải nơi để anh lừa. Hắn còn chưa nói hết câu thì toàn thân chợt tê dại, vì Ngô Bình đã tỏa khí tức mạnh mẽ ra, khí tức này chỉ có cường giả cảnh giới võ đạo mới có. Từ giờ đừng mở miệng nói chuyện nữa, Ngô Bình lạnh giọng nói. Ngay sau đó, miệng của nhị sư huynh đã ngậm chặt, hắn không tài nào mở miệng được nữa. Hắn vừa tức vừa sợ, chỉ còn cách dùng mũi tạo ra âm thanh. Hà Hoan lườm hắn, đáng đời. Sau đó, cô ấy cười nói với Ngô Bình, sư phụ, chúng ta đi thôi, kệ anh ta. Ngô Bình, Hà Hoan, xem ra có nhiều người ở Long Hổ Tông không chào đón tôi. Hà Hoan, họ đều là lũ ngu xuẩn, không biết sự lợi hại của sư phụ. Cứ thế, Ngô Bình và Hà Hoan đã đến Long Hổ Tông, còn nhị sư huynh bị dán miệng chỉ có thể tủi nhục đi theo sau. Vào địa bàn của Long Hổ Tông rồi, Ngô Bình cảm thấy quy mô ở đây cũng bình thường, cả môn phái chỉ có hơn chục nghìn người. Họ đáp xuống lưng chừng một ngọn núi, có một cung điện ở đây, hai người cùng đi vào. Có năm tu sĩ đang ngồi theo hàng trong cung điện, Hà Hoan đi vào rồi hỏi, bố tôi đâu? Tông chủ đang bận việc. Chúng tôi sẽ tiếp đón thầy luyện đan này trước, một tu sĩ nói. Ngô Bình chán nả rồi nói với Ngô Bình, sư phụ, họ là năm đại trưởng lão của Long Hổ Tông. Ngô Bình chỉ gật đầu chứ không nói gì. Trưởng lão kia nói tiếp, xin hỏi đại danh của tiên sinh. Ngô Bình, tôi họ Ngô tên Bình. Trưởng lão kia gật đầu, nghe Hà Hoan kể tiên sinh đã luyện chế một viên huyền võ thần đan đúng không? Ngô Bình, đúng. Tôi đã luyện được 3 viên. Người kia, một thầy luyện đan có thể luyện chế huyền võ thần đan mà chịu đến một môn phái 4 sao như Long Hổ Tông chúng tôi thì đúng là hiếm thấy. Ngô Bình từng nghe người ở đây kể các môn phái sẽ được chia theo sao, cấp thấp nhất là 1 sao, cao nhất là 10 sao. Sự chênh lệch giữa thế lực 1 sao và 2 sao là 10 lần, trong đó tuy môn phái cấp 4 sao không yếu, nhưng cũng chưa quá mạnh. Thầy luyện đan có thể luyện chế huyền võ thần đan như Ngô Bình có thể đến môn phái 6 hay thậm chí là 7 sao, chứ không cần phải đến một nơi nhỏ bé như Long Hổ Tông. Cũng chính vì lý do đó nên năm vị trưởng lão này cùng tông chủ mới nghi ngờ Ngô Bình, họ đều cho rằng anh là lừa đảo. Ngô Bình, đương nhiên tôi không quá coi trọng Long Hổ Tông, tôi đến đây là vì quen biết Hà Hoan thôi, ngoài ra còn vì vườn thuốc của các người nữa. Nếu các người nghi ngờ tôi thì tôi xin phép luôn. Nói đi là đi, lập tức bay ra ngoài, cùng lúc đó, cũng phóng khí tức của tầng thứ 5 võ đạo ra. Cường giả cảnh giới võ đạo, năm vị trưởng lão kinh ngạc, lập tức nhận ra mình vừa để mất một thầy luyện đan tài giỏi nên ai nấy đều hoảng loạn rồi đứng dậy đuổi theo. Đột nhiên có một bóng người bay lên đầu rồi dừng trước mặt Ngô Bình, ông ấy chắp tay rồi cười nói, đại sư Ngô, đắc tội rồi. Tại hạ là Hà Thái Tông chủ của Long Hổ Tông. Ngô Bình thờ ơ nói, ông định cản đường tôi à? Hà Thái, không dám. Tuy Long Hổ Tông chúng tôi chỉ là môn phái bón sao, nhưng cách đây không lâu đã có được một vườn thuốc thượng cổ, đại sư có muốn tới đó tham quan không? Ngô Bình trầm ngâm rồi nói, nếu tông chủ đã mời nhiệt tình như vậy thì tôi đồng ý. Hà Thái mời Ngô Bình quay lại cung điện rồi lấy một chiếc nhẫn màu đồng ra, đại sư Ngô, vườn thuốc nằm trong không gian của chiếc nhẫn này. Ngô Bình, chủ nhân của nhẫn là ai? Hà Thái, là một thầy luyện đan thời thượng cổ, đại đệ tử của sư tổ luyện đan. Thế giới bên trong này có quy luật vô cùng hoàn hảo, đã phong ấn rất nhiều dược liệu ở trong. Sau khi có được nó, tôi chẳng dám nói với ai, chỉ sai người đi khắp nơi tìm thầy luyện đan, đồng thời cũng mong mình có thể bồi dưỡng ra một tốt thầy luyện đan để trưng dụng các dược liệu này. Nói rồi, ông ấy ném chiếc nhẫn lên cao. Nó chiếu xuống một tia sáng và tạo thành một cánh cửa.
Ngô Bình nói với Hà Thái, phiền tông chủ vào cùng tôi. Hà Thái cười nói, đương nhiên, hai người cùng sóng vải đi vào. Khi họ biến mất, Hà Hoan cũng định vào theo, nhưng đã bị mấy vị trưởng lão cản lại. Hà Hoan, cô không vào đó được. Hà Hoan cau mày, tại sao? Một đại trưởng lão nói, trình độ luyện đan của người này chắc chắn rất cao, mà chiếc nhẫn kia thật ra là nơi mà tư tổ đan đạo tìm truyền nhân. Một khi cậu ấy vào trong thì sẽ kích mở kiểm tra truyền thừa. Trong lúc đó, cậu ấy buộc phải luyện đan liên tục. Như vậy thì chúng ta sẽ được hưởng các đan dược đó. Một trưởng lão khác nói, truyền thừa của sư tổ đan đạo đâu phải bà ai cũng truyền. Chắc người này có mất cả đời cũng không ra ngoài được, như vậy thì cậu ta sẽ phải luyện đan cho Long Hổ Tông chúng ta mãi mãi. Hà Hoan nổi giận nói, sao các người lại tính kế sư phụ tôi? Trưởng lão kia nói, với cấp bậc như vậy thì không đời nào cậu ta chịu làm việc cho mình đâu, đây là cách duy nhất để giữ cậu ta lại. Hà Hoan không thể chấp nhận được, sư phụ tôi rất giỏi, những người thông qua bài khảo hạch thì các người định thế nào? Một trưởng lão cười nói, thông qua thì càng tốt chứ sao, như thế thì cậu ta sẽ biết ơn chúng ta, sau này sẽ trở thành chỗ dựa vững chắc cho mình. Hà Hoan chán nản nói, các người thật lắm mưu mô. Sau khi vào không gian trong nhẫn, Ngô Bình phát hiện không gian này rất lớn, linh khí lại dồi dào. Hơn nữa, anh nhìn ra xa thì thấy khắp nơi đều là một màu xanh mướt, anh có thể ngửi thấy mùi của rất nhiều dược liệu. Hà Thái cười nói, đại sư Ngô, đây chính là không gian trong nhẫn, cậu cứ tự nhiên. Đúng lúc này, chợt có một giọng nói vang lên trong đầu Ngô Bình, thầy luyện đan mới đến, xin hỏi có muốn tham gia khảo hạch nhận truyền thừa đan đạo không? Ngô Bình, ở đây có truyền thừa đan đạo, truyền thừa của ai thế? Giọng nói kia của sư tổ đan đạo. Với trình luyện đan hiện giờ thì Ngô Bình không cần thêm bất kỳ truyền thừa nào nữa, nhưng anh ngại từ chối nên hỏi, nhận được truyền thừa xong thì tôi được lợi gì? Giọng nói kia, lấy được dược liệu quý mà sư tổ đã phong ấn cùng kỹ thuật luyện đan cao minh hơn. Ngô Bình chỉ có hứng thú với dược liệu nên hỏi, dược liệu gì thế? Hầu hết đều là dược liệu của vũ trụ chính. Tim Ngô Bình đập như đánh trống, bao nhiêu thế? 53 cây. Ngô Bình không chút do dự nói, tôi nhận, xin hỏi xưng hô. Cứ gọi tôi là Dược Ngũ, giọng nói kia tôi do sư tổ tạo ra để hướng dẫn cho người tham gia khảo hạch, tôi cũng là người quản lý không gian này. Ngô Bình gật đầu rồi nói với Hà Thái, Hà Tông Chủ, tôi phải tham gia khảo hạch rồi, ông cứ về trước đi. Anh không muốn Hà Thái biết những việc mình làm ở đây. Hà Thái gần như đã dự được trước việc này nên cười nói, vậy tôi xin phép, lát chúng ta gặp lại sau. Hà Thái đi rồi, Ngô Bình hỏi, Dược Ngũ, khảo hạch có khó không? Dược Ngũ, nếu tư chất của cậu tốt thì không khó, đương nhiên đến nay vẫn chưa có ai qua được. Ngô Bình gật đầu, bắt đầu đi. Ngay sau đó, anh đã được đưa đến một nơi rộng rãi. Ngoài các cuốn sách lơ lửng trên không ra thì không còn gì khác. Dược Ngũ nói, đây là sách do sư tổ và đệ tử của người biên soạn, cậu phải học hết. Khi nào tiếp thu được hết kiến thức thì coi như qua vòng một. Ngô Bình nhìn cả đống sách ở trên cao rồi mỉm cười, sau đó anh vẫy tay một cái, các cuốn sách đều mở ra, thần niệm của anh lướt qua từng trang sách rồi ghi nhớ hết nội dung. Việc này không khó với Ngô Bình. Hầu hết những ai có tu vi cao đều có thể làm được. Nhưng nếu muốn hiểu được nội dung bên trong thì lại khác. Ngô Bình nhắm mắt lại, chỉ mất một lát là các nội dung đã được anh hấp thu hết. Có vài kiến thức khá cơ bản với anh, song cũng có những nội dung có ích với việc tu hành và luyện đan của anh. Anh mở mắt ra rồi nói, tôi đã học xong hết rồi. Dược Ngũ tốt lắm, giờ bắt đầu khảo hạch. Tiếp theo. Có một tờ giấy lớn xuất hiện trước mặt Ngô Bình, bên trên viết chi chít câu hỏi. Dược Ngũ, cậu phải trả lời các câu hỏi này, khi nào xong thì ý chí của sư tổ sẽ chấm điểm cho cậu. Ngô Bình gật đầu rồi cầm bút lên viết rất nhanh. Có khoảng hơn 3.000 câu hỏi, người bình thường muốn làm xong chắc phải mất vài tháng hoặc lâu hơn. Ngô Bình viết rất nhanh, loáng cái các đáp án đã được điền kín. 5 phút sau, anh đã giải xong hết câu hỏi. Lúc này, tờ giấy phát ra tia sáng ngũ sắc rồi bùng cháy,
sau đó hóa thành một cái lò luyện ngũ sắc rồi lơ lửng trên cao. Dược Ngũ, chúc mừng, cậu đã nhận được điểm cao nhất, chỉ khi trả lời đúng hết và 1/10 đáp án xuất sắc hơn cả đáp án gốc thì mới có cái lò luyện này xuất hiện. Bên trong lò chứa sức mạnh của sư tổ và các đệ tử của người, từ giờ nó sẽ thuộc về cậu. Chiếc lò bay về phía Ngô Bình rồi hóa thành một luồng sức mạnh trong tay anh, sau đó chui vào đan điền, tiếp theo không ngừng phóng một loại sức mạnh thần kỳ ra. Dược Ngũ, tiếp đến vòng 2, cần cậu quan sát sư tổ luyện đan, cậu sẽ được xem 3 lần rồi luyện chế theo. Ngô Bình, đơn giản, bắt đầu đi. Ngay sau đó đã có một người đàn ông cao lớn xuất hiện ở phía trước, người đó đang luyện đan. Ngô Bình nhìn một lát thì thấy trình luyện đan của sư tổ này ngang mình, nhưng có nhiều điểm còn giỏi hơn anh, dẫu sao tư duy của người ta cũng khác anh. Nếu sư tổ nhìn anh luyện đan thì chắc cũng có suy nghĩ như anh bây giờ. Khi sư tổ luyện đan xong, có rất nhiều phù văn bay ra, chúng xếp thành hàng trên không trung rồi nhanh chóng ngưng tụ thành một viên đan dược phát sáng như ánh mặt trời. Thấy thế, Ngô Bình sáng mắt lên nói, đúng là sư tổ đan đạo có khác, quá đỉnh. Dược Ngữ, cậu cần xem thêm lần nữa không? Ngô Bình, không, tôi luyện được rồi. Không biết đan dược này tên là gì? Dược Ngũ, Diệu Thế Cực Đan. Diệu Thế Cực Đan. Ngô Bình gật đầu rồi lập tức lấy lò luyện đan ra rồi luyện theo cách của sư tổ đan đạo. Nhưng cách của hai người vẫn có điểm khác biệt, vì thế mang đậm đặc điểm cá nhân của mỗi người. Khi Ngô Bình luyện gần xong thì quả nhiên có rất nhiều phù văn bay ra từ lò luyện đan, sau đó xếp thành hàng trên không trung rồi nhanh chóng ngưng tụ thành một viên đan dược như mặt trời nhỏ. Vì dược lực của nó quá mạnh nên không thể tồn tại quá lâu được, ngay khi luyện xong thì phải uống ngay, không thì sẽ bị giảm tác dụng. Ngô Bình mỉm cười nói, đan dược bất hủ. Nói xong, anh uống viên đan dược vào. Ngay sau đó, từng lỗ chân lông trong người anh đều phát ra tia sáng mãnh liệt, anh như đã biến thành một người phát sáng. Ngô Bình cảm thấy sức mạnh bị áp chế trong người mình đã được giải phóng, sau đó rèn luyện hình thần của anh cùng sức mạnh của dược lực. Nửa tiếng sau, ánh sáng biến mất, thực lực của Ngô Bình đã khôi phục được phân nửa, thể chất của anh cũng đã mạnh hơn nhiều. Diệu Thế Cực Đan đúng là danh bất hư truyền, Ngô Bình cảm thán. Dược Ngũ, chúc mừng, anh đã thông qua vòng thi một cách xuất sắc. Ngô Bình, khảo hạch xong chưa? Dược Ngũ, còn một vòng cuối nữa, đó là kiểm tra vận mệnh. Ngô Bình hơi nhíu mày, vận mệnh ư? Dược Ngũ, đúng vậy. Phần thi này khá nguy hiểm, cậu sẽ được đưa tới một không gian khác. Ngoài cậu ra, còn 10.000 thiên kiêu đến từ các vũ trụ khác nữa. Ở đó có quy luật kỳ lạ, số mệnh của ai mạnh nhất thì sẽ chiếm được số mệnh và sức mạnh của người khác. Ngô Bình híp mắt lại, tranh đấu với 10.000 người ư. Dược Ngũ, đúng, bây giờ đã có 999 người tham gia rồi, còn thiếu đúng một vị trí nữa thôi. Cậu mà vào đó thì cuộc thi sẽ bắt đầu. Người thắng sẽ trở thành thiên kiêu chí tôn cấp vũ trụ, vô địch trong vô vàn các vũ trụ. Kẻ thất bại sẽ hồn bay phách tán. Ngô Bình, tôi phải tham gia à? Cậu có thể không tham gia, nhưng cậu sẽ không thể nhận được phần thưởng cuối cùng. Ngô Bình trầm mặc một lát rồi gieo cho mình một quẻ, quả nhiên kết quả của phần thi này rất loạn, anh cũng không nhìn rõ. Anh hỏi A Kỳ, tôi nên tham gia không? A Kỳ, anh tự quyết định đi. Nhưng nếu có thể chiếm được số mệnh của người khác thì anh sẽ dễ lĩnh hội được tuyệt học trong các điện đường khác hơn. Ngô Bình ngẫm nghĩ rồi cười nói, họ đều là ảo ảnh, tốt xấu gì tôi cũng đã hấp thu được một chút sức mạnh của vũ trụ chính thì có gì phải sợ chứ. Dược Ngũ, bắt đầu đi. Tốt, gan dạ lắm, Dược Ngũ cũng phải khen anh một câu. Ngay sau đó, Ngô Bình đã bị nhấn chìm trong một màn sáng và tiến vào một không gian khác. Xung quanh đây đều là hư không, anh có thể nhìn thấy rất nhiều sinh linh phát sáng, người ánh sáng yếu, người ánh sáng mạnh. So ra thì anh như mặt trời, còn họ thì là các vì sao nhỏ bé. Lúc này, bên tai anh chợt vang lên một giọng nói, tranh giành số mệnh bắt đầu đếm ngược, 10, 9, 8, 2, 1, bắt đầu. Ngô Bình bỗng thấy các sinh linh ở xung quanh đều phóng ra lực hút để cướp sức mạnh và số mệnh của anh. Vài trăm sinh linh ở xung quanh tỏa một nguồn năng lượng ra rồi bay về phía Ngô Bình, sau đó dung nhập vào cơ thể anh.
Quá trình này rất nhanh vì chưa đến một phút, sinh mệnh của họ giảm dần, ánh sáng vụt tắt, còn họ thì biến thành các thi thể, lơ lửng ở đây mãi mãi. Hấp thu xong các năng lượng đó, cơ thể của Ngô Bình đã tự động di chuyển tới một khu mới, sau đó chiến tiếp. Lần này, anh đã gặp các sinh linh khá manh, họ đều đã hấp thu một vài hay thậm chí hơn chục sinh mệnh rồi. Tiếc là so với Ngô Bình thì họ vẫn quá yếu, các tia sáng như con đom đóm sao có thể đọ được với ánh mặt trời. Vì thế, khi vừa tiếp xúc với anh thì họ đều biến thành thi thể ngay. Cứ thế, Ngô Bình đã di chuyển quanh không gian này, đến đâu anh cũng hấp thu được hết năng lượng sinh mệnh và số mệnh của các sinh linh khác. Cuối cùng, chỉ còn lại hơn chục sinh mệnh, họ không hẹn mà cùng tập trung lại một chỗ. Khi tất cả sinh mệnh gặp nhau, họ trở nên rất mạnh. Nhưng mực sáng của Ngô Bình đã tăng hơn so với trước rất nhiều, anh nhanh chóng hấp thu nốt các sức mạnh ở đây. Ngô Bình như một cái hố đen vũ trụ, sinh linh nào nhìn thấy cũng muốn tránh thật xa, nhưng cuối cùng vẫn bị cuốn vào cơ thể anh. Khi các sinh mệnh cuối cùng vụt tắt, Ngô Bình đã hấp thu hết sức mạnh và số mệnh ở đây, anh cảm thấy cơ thể mình tràn đầy sức mạnh. Lúc này, lại có một luồng sức mạnh xuất hiện, anh đã quay về chỗ cũ. Dược Ngũ, chúc mừng cậu đã hoàn thành vòng thi cuối cùng, cậu đã có đủ tư cách nhận được hết truyền thừa của sư tổ đan đạo. Ngô Bình, tôi cần tìm một nơi để đột phá. Dược Ngũ, được thôi. Ngay sau đó, Ngô Bình đã xuất hiện trên một đài ngọc rộng lớn, quanh đó là bố cảnh vũ trụ mênh mông. Nơi này rất yên tĩnh, đúng là một nơi lý tưởng để tu luyện. Ngô Bình nhanh chóng hấp thu các sức mạnh vừa lấy được, sau đó dễ dàng đột phá lên tầng thứ 6 của võ đạo, tiếp đến là tầng thứ 7, thứ 8, thứ 9 và 10. Tầng thứ 10 đã ngang với thực lực của cường giả 5 kỷ nguyên. Lúc này, tất cả sức mạnh bị áp chế trong người anh đã được giải phóng. Hệ thống sức mạnh trước kia hợp nhất với hệ thống võ đạo, anh đã hoàn toàn hiểu được đạo lý của võ đạo, đồng thời được vũ trụ võ đạo công nhận. Hiện giờ, anh đã mở hết các điện đường võ đạo còn lại ra, nhưng chỉ loáng cái là các truyền thừa ở đó đã xuất hiện trong đầu anh. Tuy truyền thừa của điện đường võ đạo rất mạnh, nhưng chung quy vẫn là của người khác, còn anh vẫn cần sáng tạo võ đạo của riêng mình. Một tầng sáng bao quanh Ngô Bình, tư duy cùng sức mạnh của anh đã liên tục thay đổi trong một thời gian ngắn. Không biết bao lâu sau, anh mở mắt ra thì khí tức quanh người đã khác hẳn. Từng cử động của anh cũng có thể ảnh hưởng đến sự thay đổi của vũ trụ. Dược Ngũ, truyền thừa của sư tổ đâu? Dược Ngũ, đây. Sau đó, Ngô Bình đã xuất hiện trong một cung điện lớn. Có 53 cây thuốc được phong ấn trong tinh thạch trên không gian bên trong, chúng đều đến từ vũ trụ chính. Ngoài ra còn có các dược liệu quý khác của sư tổ đan đạo, tuy không phải của vũ trụ chính, nhưng hầy hết cũng có một chút sức mạnh của vũ trụ ấy, hoặc là các dược liệu phi phàm của các vũ trụ khác. Ngô Bình không khách sáo mà cất hết đi luôn rồi nói, Dược Ngũ, tôi đi đây. Dược Ngũ cười nói, ruộng thuốc này là sư tổ cùng các đệ tử của người vất vả tạo ra, giờ đã thuộc về cậu hết rồi. Sau đó, Dược Ngũ đưa cho Ngô Bình một cái nhẫn, bên trong nhẫn có một không gian trồng thuốc, có rất nhiều dược liệu ở đây. Ngô Bình sáng mắt lên nói, sau này, mình có thể cất thần nông cốc vào đây rồi, dứt lời, anh đã bước qua cánh cửa sáng. Anh đã ở bên trong rất lâu, nhưng bên ngoài mới chỉ trải qua vài chục phút thôi. Hà Thái và năm đại trưởng lão đều chờ Ngô Bình ở đây, thấy anh đi ra, Hà Thái sừng sờ rồi hành lễ, đại sư Ngô, cậu đã thông qua khảo hạch rồi ư. Ngô Bình, ừ. Sau đó, anh đi tới cạnh Hà Hoan rồi điểm vào mi tâm của cô ấy, tôi đã truyền đan đạo chính thống cho cô rồi, không uổng cơ duyên gặp gỡ nhé. Ngay sau đó, rất nhiều kiến thức và kinh nghiệm về luyện đã xuất hiện trong đầu Hà Hoan. Hà Hoan nhận được các thông tin ấy xong thì vô cùng cảm kích Ngô Bình, cô ấy quỳ xuống nói cảm ơn sư phụ. Ngô Bình, tôi đi đây. Dứt lời, anh hóa thành một tia sáng rồi xuyên qua vũ trụ võ đạo để trở về vũ trụ chân đán. Nhị cẩu đứng cạnh Ngô Bình, nó nhìn quanh rồi hỏi, quê anh đây à? Ngô Bình, đây là vũ trụ chân đán. Nhị cẩu, ta có ít thuốc của vũ trụ chính, sau này ta sẽ luyện chế chúng thành đan dược. Uống nó vào rồi thì chắc ta có thể đến vũ trụ chính, khi đó, ngươi có thể đi với ta.
Nhị cậu, e là không dễ vậy đâu, nhưng giờ đúng là anh rất mạnh, chắc cách bước đó cũng không bao xa nữa. Ngô Bình quay về đế quốc thiên võ, bắt đầu đột phá cảnh giới đạo tôn. Đây cũng là lý do anh tới vũ trụ võ đạo tu luyện, mục đích chính là ghi trật tự võ đạo của mình trong vũ trụ chấn đán. Vũ trụ cũng có phân cấp cao thấp, các sinh linh có thể ghi trật sự cao nhất thì sẽ trở thành đại đạo chí tôn. Đại đạo chí tôn trong thiên hạ có nhiều nhất là 49 đường, nếu nhiều hơn thì vũ trụ sẽ không chịu nổi. Hiện giờ, trong vũ trụ đã có 45 đại đạo chí tôn rồi, người tạo ra 3 đại đạo trong số đó đã mất. Đương nhiên, ngoài các đại đạo chí tôn ra thì trong vũ trụ còn có vô số quy luật trật do các đạo tôn viết. Nhưng các trật tự này chẳng là gì với các cường giả như Ngô Bình, nói chung là không có giá trị, cũng không tạo ra ảnh hưởng lớn với vạn vật ở vũ trụ này. Đại đạo chí tôn thì khác, một khi nó xuất hiện thì vạn vật trong vũ trụ chấn đán đều bị ảnh hưởng. Ngô Bình đã lĩnh hội được võ đạo của mình, anh ngẩng lên nhìn bầu trời rồi giơ tay phải lên điểm vào vị trí trung tâm của vũ trụ, một đại đạo chí tôn đã lung lay sắp đổ. Ngô Bình hét lên, ngươi không còn tư cách tồn tại nữa rồi, rơi xuống đi. Quỳnh! Tất cả không gian của vũ trụ chấn đán đều rung chuyển. Đại đạo chí tôn kia đã rơi xuống rồi hóa thành một tia sáng như vì sao. Nó xuyên qua vũ trụ vô tận rồi biến mất trong hư không, vì thế trong vũ trụ chỉ còn lại 44 đại đạo chí tôn. Cùng lúc đó, có một chuỗi trật tự như giải ngân ra sông ta từ đỉnh đầu của Ngô Bình rồi bay vào sâu bên trong vũ trụ chấn đán và nằm chiếm trệ ở vị trí trung tâm, sau đó ngưng tụ thành đại đạo chí tôn thứ 45, đại diện cho trật tự võ đạo. Có nó rồi. Tu sĩ võ đạo trên đời đều có ngọn đèn soi đường chỉ lối, biết được sau này phải đi thế nào và đi được đến đâu. Một bóng người mờ áo xuất hiện trước mặt Ngô Bình, đó là một cô gái xinh đẹp, cô ấy mỉm cười rồi nói, chúc mừng anh đã hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên, sứ mệnh của tôi đã xong. Anh khẽ gật đầu với cô ấy, tạm biệt Aki. Cô ấy mỉm cười rồi dần dần biến mất. Lúc này... Có rất nhiều cường giả cấp chí tôn trong thiên hạ đã cảm nhận được trật tự đại đạo chí tôn mới, họ biết đã có chí tôn mới ra đời. Bây giờ, Ngô Bình đã chính thức trở thành đạo tôn, con đường tu tiên nhân đạo đã phát triển thêm một bước. Mọi người ở xung quanh đều cảm nhận được sự thay đổi của Ngô Bình, người đến đầu tiên là Đường Băng Vân và Đường Tử Di. Bây giờ đang trong giai đoạn đầu của đại kiếp, trật tự vốn đang hỗn loạn. Song trật tự võ đạo chí tôn mà Ngô Bình sáng tạo ra đã khiến vũ trụ này ổn định trở lại. Đường Tử Di, Huyền Bình, cuối cùng anh cũng thành đạo tôn rồi. Ngô Bình, tạo được 5 đại đạo thì mới là đại đạo tôn. Anh thấy đại kiếp có liên quan đến sự bất ổn của 3 đại đạo chí tôn đó, sắp tới anh sẽ hủy chúng rồi thay bằng đại đạo của anh. Đường Tử Di, không vội, dẫu sao cũng sẽ vậy thôi. Cô ấy vừa nói xong thì Ngô Bình cảm thấy có một sức mạnh đang bùng lên ở một phía nào đó. Đại đạo chí tôn vô chủ thứ 2 trong vũ trụ đã bị một đường kiếm chém xuống, thay vào đó là đại đạo chí tôn mới thứ 45. Vậy là đại đạo của Ngô Bình đã rớt xuống vị trí 44, người kia mới là 45, đây không phải chuyện tốt với đại đạo của anh. Ngô Bình phóng thần niệm đi thì thấy cường giả tạo ra đại đạo đó đến từ học phủ truyền kỳ. Anh tức giận nói, anh vừa tạo ra đại đạo chí tôn thì tên này thò ra, đúng là chọc tức anh mà. Đường Băng Vân cũng hậm hực nói, thế là cố ý chèn ép anh đấy, không được, để em đi tìm hắn, xem đó là ai mà dám mạo hiểm như vậy. Ngô Bình gọi cô ấy lại rồi nói, tìm hắn mà làm gì? Hắn làm mùng một thì anh làm ngày rằm. Một vũ trụ tối tăm trong cơ thể Ngô Bình chợt ánh lên một tia sáng. Sức mạnh và số mệnh của 10.000 thiên kiêu mà anh đã hấp thu được đều truyền hết vào đây. Vì thế, vũ trụ tối tăm ấy đã phát sáng, Ngô Bình thắp sáng một vì sao bên trong, sau đó đến vì sao thứ 2, thứ 3, cuối cùng đã có hơn 1.000 vì sao phát sáng. Vũ trụ không còn u ám nữa, Ngô Bình có tu vi thiên thánh cũng đã tiến vào cảnh giới thứ 5 là cảnh giới tinh. Khi vũ trụ được thắp sáng, anh đã đập nát các mảnh vỡ vì sao của vũ trụ chính và biến chúng thành các vì sao trên trời, để chúng quấn quanh các vì sao chưa được thắp sáng ở đây. Loáng cái, cả vũ trụ đã chìm ngập trong ánh sáng. Sau 5 cảnh giới thiên thánh là một mảnh hỗn độn, đến thiên đế cũng không biết phải đi thế nào,
nhưng người cho rằng thiên thánh phải có đến 7 tầng cảnh giới. Song điều này không gây khó cho Ngô Bình, anh lấy núi thánh ra, trông nó rất nhỏ bé trong vũ trụ lớn này. Anh tung nó lên cao, núi thánh nổ tung, thánh linh tiên thiên ở bên trong đều được thả ra. Đúng là nó rất mạnh, thoạt nhìn như các tia sáng lấp lánh với đủ màu sắc, nó che phủ vũ trụ của Ngô Bình. Song, vũ trụ của Ngô Bình chỉ rung lên một cái thì thánh linh tiên thiên đã thu nhỏ lại, một tia sáng của vũ trụ chính chiếu xuống. Thánh linh tiên thiên không thích nghi được nên bắt đầy chạy tán loạn, nhưng sau đó đã bị vũ trụ của Ngô Bình hấp thu. Thánh linh tiên thiên này có vận mệnh và sức mạnh lớn, lẽ ra nó đã trở thành một tộc mới, là khởi nguồn của thánh tộc. Song đã bị Ngô Bình luyện hóa. Nó rất mạnh nhưng gặp Ngô Bình thì cũng phải tắt điện, cuối cùng tia sáng yếu ớt cuối cùng biến mất, nó đã hóa thành một tia sáng rồi hòa vào trong vũ trụ của Ngô Bình. Hấp thu thánh linh tiên thiên xong, Ngô Bình thắp sáng các tinh cầu. Các tinh cầu này bắt đầu tạo ra sinh mệnh cấp thấp. Mà đây chính là cảnh giới sinh cảnh giới thứ 6 của thiên thánh. Sinh linh trên tinh cầu nhanh chóng sinh sôi nảy nở và dần xuất hiện con người và nền văn minh nhân loại. Văn minh ngày càng phát triển rồi di chuyển sang các tinh cầu khác. Tất cả đều xảy ra trong thời gian rất ngắn, nhưng các nền văn minh này đã qua cả trăm triệu năm rồi. Khi văn minh xuất hiện, Ngô Bình cũng tiến vào cảnh giới văn minh cảnh giới thứ 7 của thiên thánh. Lý giải của anh về thánh đạo đã đạt đến trình độ cao hơn cả thánh tộc, anh đã giải thích lại từ thánh bằng sự hiểu biết và cách của mình và sáng tạo ra thánh đạo duy nhất. Thánh đạo ra đời, anh điểm tay lên không, đại đạo chí tôn vô chủ thứ 2 vụt tắt, một tia sáng trên đỉnh đầu anh đã bay về phía trung tâm của vũ trụ và hình thành một đại đạo chí tôn ở đó, thay thế đại đạo của cường giả lúc trước, đoạt lại vị trí thứ 45. Hơn nữa, đại đạo chí tôn trước đó của Ngô Bình cũng chiếm luôn vị trí 44, đại đạo của cường giả kia đã rơi xuống vị trí 43, bị anh hoàn toàn áp đảo. Có một tu sĩ trẻ tuổi đứng trên quảng trường của học phủ truyền kỳ, các trưởng lão và thầy giáo đứng xung quanh anh ta đều tỏ vẻ vui mừng. Phủ chủ, người viết đại đạo chí tôn áp chế người kia được rồi, thật đáng chúc mừng, một giáo viên của học phủ cười nói. Đúng vậy, chắc người đó đang tức điên lên đấy. Một cô gái khác cũng phụ họa theo. Tôi thấy chắc trật tự này đến từ đế quốc thiên võ, lẽ nào là người kia? Ở đế quốc thiên võ chỉ có Lý Huyền Bình mới có khả năng này thôi, một người khác nói, nhưng vẻ mặt lại có vẻ lo âu, rõ ràng đây là người hiểu về Ngô Bình. Tu sĩ trẻ tuổi cười nói, đại đạo thứ 45 đương nhiên phải mạnh hơn 44 rồi, tôi đã chờ cơ hội này từ rất lâu. Anh ta vừa nói dứt câu thì có một trật tự lóe sáng bay lên trời rồi thay thế vị trí 45 của anh ta. Không chỉ thế, đại đạo thứ 44 trước đó cũng ngoi lên và đẩy đại đạo của anh ta xuống vị trí 43. Tất cả mọi người đều như hóa đá, tu sĩ trẻ tuổi nhăn mặt rồi nói, Lý Huyền Bình. Cậu dám làm thế ư? Ngô Bình tiếp tục ghi hai đại đạo nữa với tâm trạng hồ hởi. Hỏa Hoàng Nhi cũng đã chạy đến rồi cười nói. Phen này tên kia đố biết giấu mặt mũi đi đâu, cứ tưởng chèn ép được bố, ai dè lại tự vả mặt. Đường Tử Di, em nghe nói sau khi đổi phủ chủ mới, học phủ truyền kỳ đã thu nạp thêm hai thiên kiêu cấp vũ trụ, lớp anh tài mới trỗi dậy mạnh hơn lớp cũ nhiều. Người vừa tranh đấu với anh khả năng cao chính là lãnh hoang phủ chủ mới. Ngô Bình đột nhiên nghĩ tới một chuyện, vụ cá cược của học phủ truyền kỳ và học viện vạn đạo chắc sắp bắt đầu rồi nhỉ. Cá cược của họ chia làm hai phần, thứ nhất là so tài giữa các giáo viên, hai là so tài của học trò. Khi giáo viên tỉ thí, hai bên sẽ cử giáo viên của mình ra để so tài trong ba lĩnh vực, bên nào thắng 2/3 thì thắng chung cuộc. Bên thắng có thể chọn 100 học trò của bên thua. Tiếp theo là so tài của học trò, 5 trận thắng 3 thì thắng chung cuộc, bên thắng có thể chọn 100 giáo viên của bên thua. Dù là 100 học trò hay giáo viên thì chắc chắn sẽ đều là tinh anh của mỗi bên. Nếu những người này bị chọn đi mất thì đều là tổn thất nặng nề, không bên nào có thể chấp nhận được kết quả này. Vì thế, lần cá cược này có thể coi là một mất một còn. Đương nhiên còn một lý do nữa khiến Ngô Bình đứng về phía học viện vạn đạo, đó là anh đã gieo một quẻ và phát hiện viện trưởng Lệ Hồng sau này sẽ là người phụ nữ của anh, vì thế sao anh có thể bỏ mặc cô ấy được. Mấy ngày nay,
viện trưởng Lệ Hồng luôn sống trong tâm trạng thấp thỏm, chỉ còn vài hôm nữa là đến ngày cá cược rồi, nhưng vị giáo viên 7 sao Ngô Bình mà họ vô cùng kỳ vọng vẫn chưa thấy mặt mũi đâu, bây giờ rất nhiều giáo viên đều tiên lượng xấu rồi. Lệ Hồng đứng trên tầng chót của tòa nhà rồi nhìn về mặt trời xuống núi ở phía xa, lẽ nào học viện xong đời rồi ư? Đúng lúc này, có một bóng người đáp xuống, đó chính là Ngô Bình. Lệ Hồng quay phát người lại, ánh mắt vốn đờ đẫn chợt bừng lên hy vọng. Thầy Ngô, may quá anh về rồi, sắp đến thời gian cá cược rồi. Ngô Bình cười nói, viện trưởng Lệ, còn 2 ngày nữa cơ mà, đã muộn đâu. Lệ Hồng thở dài, còn mỗi 2 ngày thì sao đủ bồi dưỡng học trò. Ngô Bình, trước đó, tôi đã bảo các học viên học tập và tu luyện rồi, thời gian đã trôi qua khá lâu, chắc họ cũng có tiến bộ nhất định. Lệ Hồng cảm thấy khí thức của Ngô Bình rất kỳ diệu, cô ấy không thể nhìn thấu được nên hỏi, thầy Ngô, tu vi của anh tăng nhanh quá. Ngô Bình cười nói, cũng tạm, tôi mới đột phá đạo tôn. Lệ Hồng sáng mắt lên, xem ra chúng ta có hy vọng thắng ở vòng đấu giáo viên rồi. Ngô Bình, không phải hy vọng, mà là thắng chắc rồi. Lệ Hồng, tốt, thầy Ngô, 2 ngày tới, tôi hy vọng thầy có thể bồi dưỡng các học viên thật tốt. Ngô Bình, tôi đang định nói với cô, tối nay hãy tập trung các học viên lại, tôi muốn kiểm tra tiến triển tu hành của họ. Lúc trước, Ngô Bình đã phát cho một nửa học viên sách tu hành võ đạo, sau đó sẽ họ tỉ thí với một nửa không được phát sách. Bây giờ chính là lúc anh kiểm tra kết quả. Lệ Hồng, không cần cho các học viên tỉ thí nữa đâu, những ai được tu hành võ đạo đều tăng thực lực thêm một bậc rồi. Nhất là hôm nay. Tất cả các học viên tu luyện võ đạo đều như đã lột xác, các chiêu thức của họ đều rất phù hợp với quy luật đại đạo. Ngô Bình cười nói, đó là vì hôm nay có một trật tự võ đạo mới, là một trong 45 đại đạo chí tôn. Lệ Hồng kinh ngạc, đó là võ đạo ư. Vậy tôi sẽ cho các học viên vào một không gian để tu luyện, cho họ hẳn 100 năm luôn, trong thời gian đó tôi sẽ cung cấp đủ tài nguyên, cô thấy sao? Lệ Hồng tỏ vẻ ngạc nhiên, tất cả học viên tu hành 100 năm thì sẽ tốn bao tài nguyên đây. Hơn nữa nhớ có thiên kiêu trỗi dậy thì tài nguyên của học viện vạn đạo sẽ không đủ mất. Ngô Bình, không sao, tôi sẽ lo vụ tài nguyên. Lệ Hồng nhìn Ngô Bình rồi nói, thầy Ngô, như vậy thì thiệt cho thầy quá. Ngô Bình cười nói, chỉ cần tuyên truyền được võ đạo thì tôi thiệt chút cũng được. Anh đã mở ra trật tự võ đạo. Sau này tất cả những ai tu hành võ đạo và trở thành cường giả cấp đạo tôn xong thì đều gửi gắm sức mạnh của mình lên trật tự võ đạo của anh, từ đó khiến trật tự ngày càng mạnh hơn. Lệ Hồng, được, tôi sẽ đi triệu tập các học viên ngay. Khi trời còn chưa tối hẳn, tất cả học viên đã có mặt trên quảng trường, Lệ Hồng và các trưởng lão chính cũng xuất hiện cùng với Ngô Bình trên cao. Ngô Bình nói, bây giờ... Trước mặt các trò đang có một cơ hội để tăng thực lực cho chính mình. Các trò sẽ được đưa tới một không gian thần bí và tu luyện ở đó. Trong thời gian ấy, các trò sẽ vô cùng vất vả, ai không chịu được thì giờ có thể rút lui luôn, thầy sẽ không ép. Không một ai bước ra, nếu đây đã là cơ hội thì sao những học viên đã vượt qua bao gian khổ mới vào được học viện như họ có thể bỏ lỡ chứ? Ngô Bình cười nói, nếu không ai xin rút thì mọi người chuẩn bị đi. Anh vung tay lên, tất cả học viên ở đây đều được đưa tới một không gian độc lập. Các giáo viên ở đây cũng có người lên tiếng, thầy Ngô, chúng tôi cũng muốn vào đó lĩnh ngộ. Ngô Bình, được thôi, anh lại vung tay lên, các giáo viên cũng đã biến mất. Cả học viện chợt trở nên trống trải, các giáo viên và học viên gần như không còn một ai. Lệ Hồng cười nói, nếu học viện vạn đạo mà thua thì chắc sẽ như viễn cảnh hiện giờ. Ngô Bình, thua sao được, viện trưởng Lệ, chúng ta về nói chuyện đi. Lệ Hồng mời Ngô Bình đến nhà mình, cô ấy nhắc đến Doanh Hoàng rồi nói, từ ngày đại kiếp tới, dân chúng ở Doanh Châu chưa một ngày nào được sống yên ổn, may mà có Doanh Hoàng anh minh, cố gắng lo lắng cho dân. So ra thì dân chúng ở Đại Lục Hồng Hoang còn khổ hơn. Ngô Bình, rồi đại kiếp sẽ qua thôi, không lâu nữa đâu. Lệ Hồng nhìn anh rồi hỏi, thật ư? Khoảng bao lâu nữa? Ngô Bình, tôi không nói chính xác được, chỉ biết là cùng lắm thì 3 tháng nữa là đại kiếp sẽ qua.
Lệ Hồng thở phào một hơi, nếu thế thì còn may. Ngô Bình, viện trưởng, nghe nói bên học phủ truyền kỳ đã thu nhận rất nhiều nhân tài ở các vũ trụ khác à? Lệ Hồng, thế lực của Đại Thiên Tôn đã với tới nhiều vũ trụ khác và chiếm được kha khá địa bàn, đương nhiên ông ta có thể chiêu mộ thêm nhiều thiên kiêu. Ngô Bình, Đại Thiên Tôn đã mở rộng phạm vi thế lực sang vũ trụ khác rồi. Lệ Hồng, nghe nói ông ta có một pháp bảo rất lợi hại, nó có thể thiết lập đường đến các vũ trụ khác nhau, ngoài ra còn có thể cải tạo tu sĩ đi qua lối đó, để họ thích ứng được với trật tự ở vũ trụ khác. Ngô Bình, Đại Thiên Tôn này có dã tâm lớn quá, ông ta định làm bá chủ vũ trụ chắc. Lệ Hồng, nghe đâu ông ta đã tập trung được một tốp cường giả vũ trụ ở cạnh. Có thể khiến các cường giả cấp vũ trụ làm thuộc hạ cho mình thì chứng tỏ ông ta có một con át chủ bài rất mạnh. Ngô Bình, như thế cũng tốt, mình đánh ra còn hơn để kẻ khác đánh vào. Lệ Hồng, tôi đang nghĩ nếu học viện vạn đạo thắng, không biết học phủ truyền kỳ có nuốt lời hay không? Ngô Bình cười khẩy, họ không dám đâu. Lệ Hồng nhìn anh rồi nói, trật tự võ đạo đó là anh làm à? Ngô Bình, tôi vừa ghi lại trật tự võ đạo thì vị kia của học phủ truyền kỳ đã chèn ép tôi, vì thế tôi lại ghi thêm cái nữa. Lệ Hồng, anh làm vậy sẽ ảnh hưởng lớn đến anh ta à? Ngô Bình, đại đạo chí tôn càng về sau càng khó, đương nhiên cũng càng về sau càng mạnh. Tôi đã chiếm được vị trí thứ 45 và 44, đương nhiên tên kia sẽ không thoải mái rồi. Lệ Hồng, có nghĩa là sau này có hai người, một người tu hành đạo của anh, một người tu hành đạo của anh ta. Nếu hai người này quyết đấu thì tu sĩ tu hành đại đạo của anh sẽ chiếm ưu thế hơn à? Ngô Bình, không chỉ chiếm ưu thế hơn mà còn áp đảo được đối thủ, vì thế các tu sĩ trong thiên hạ sẽ ưu tiên tu luyện võ đạo và thánh đạo của tôi. Lệ Hồng, hay quá, trên đời có nhiều đạo tôn như vậy, nhưng toàn danh không xứng thực thôi, phải như thầy Ngô mới xứng với danh xưng ấy. Bảo sao đại đạo tôn kiểu như anh đều được gọi là đạo tôn chí cao. Ngô Bình mỉm cười nói, viện trưởng Lệ, sau này học viện vạn đạo chắc chắn sẽ vượt trên học phủ truyền kỳ. Với thực lực hiện giờ, chắc cô không thể quản lý được nơi này đâu. Lệ Hồng cười nói, không sao, tôi sẽ nhường cho người xứng đáng. Ngô Bình lắc đầu, tôi không có thời gian lo việc ở đây đâu, vì thế tôi kiến nghị cô nên tranh thủ mà đột phá đi. Lệ Hồng ngẩn ra, tôi ư. Ngô Bình gật đầu, đúng, tôi có thể đưa cô vào một không gian khác, cô sẽ tu hành ở đó khoảng nghìn năm. Còn tôi sẽ chỉ dẫn khi cần thiết cho cô. Lệ Hồng cảm thấy không thể tin được, chưa kể đến số lượng tài nguyên tôi cần dùng trong một nghìn năm đó, ngay tư chất của tôi cũng không thể đạt được yêu cầu của anh rồi. Ngô Bình, một vũ trụ khác của tôi đã hấp thu được số mệnh và sức mạnh của 10.000 thiên kiêu ở vũ trụ khác. Tôi chuyển một phần 100 số đó cho cô, với tôi thấy tư chất của cô rất tốt, nếu cô tu luyện võ đạo của tôi thì chắc chắn sẽ rất phi phàm. Ít nhất cô cũng không kém vị kia của học phủ truyền kỳ. Lệ Hồng tròn mắt hỏi, tôi làm được thật ư? Ngô Bình, tạm biệt viện trưởng. Ngay sau đó, Lệ Hồng đã biến mất. Cô ấy được đưa tới một không gian riêng biệt. Ngô Bình đã điều chỉnh dòng chảy thời gian ở đây và cử hóa thân của mình hỗ trợ Lệ Hồng tu hành. Còn Ngô Bình thì ngồi xếp bằng xuống cho đến tận sáng ngày hôm sau. Khi mắt trời chiếu ánh nắng xuống, chim chóc hót ca líu lo, một tia sáng đã chiếu từ trên cao xuống, Lệ Hồng đã xuất hiện trước mặt Ngô Bình. Lúc này, cô ấy như đã thay da đổi thịt, tu vi cũng đã đạt đến đạo tôn. Hơn nữa, cô ấy có thể lấy trực tiếp sức mạnh từ trật tự võ đạo của Ngô Bình ở trên không nên xét về lý thì thực lực của cô ấy không còn kém Ngô Bình là bao. Ngoài ra, thể chất của Lệ Hồng cũng có sự thay đổi lớn, sau khi hấp thu một phần 100 sức mạnh và số mệnh của các thiên kiêu từ vũ trụ khác, khí chàng của cô ấy đã mạnh một cách đáng sợ. Ngô Bình mỉm cười nhìn Ngô Bình, cô ấy cứ tưởng mình đã rất mạnh rồi, nhưng khi nhìn thấy Ngô Bình thì chợt có một cảm giác hàng phục. Cảm giác này khiến sâu thẳm trong cô ấy dậy sóng, sau đó cô ấy tự nhủ, chỉ có người đàn ông mạnh mẽ thế này mới có thể xứng với mình ư. Anh Ngô, cảm ơn anh. Ngô Bình cười nói, đừng khách sáo, viện trưởng Lệ, lát nữa tôi sẽ giao các học trò cho cô, đã có rất nhiều thiên tài siêu cấp ra đời rồi. Lệ Hồng cười nói, anh cứ gọi tôi là Lệ Hồng thôi. Ngô Bình, ừ, Lệ Hồng,
cô có cần thích ứng trước một chút không? Lệ Hồng, không cần đâu, anh cứ cho các giáo viên và học viên ra đi. Vì thế, hai người đã quay lại quảng trường, Ngô Bình phất tay một cáu, rất nhiều tia sáng chiếu xuống, các giáo viên và học viên đều đã xuất hiện trở lại. Trong số các giáo viên và học viên đều đã có thêm nhiều kỳ tài tu vi đạt đến cấp đạo tổ, đạo tôn. Lệ Hồng và Ngô Bình bàn bạc xong thì đã chọn ra ba học viên tham gia vào ngày mai. Còn phần thi của giáo viên thì sẽ do Ngô Bình đảm nhiệm. Nếu cần thì viện trưởng là Lệ Hồng sẽ tham gia. Ngô Bình đích thân chỉ dạy cho ba học viên được chọn, trong đó gồm hai nam một nữ. Ba bọn họ được dẫn vào một thời không, sau đó được anh truyền thụ công pháp và võ kỹ cho. Bọn họ đã vất vả tu luyện 3 năm trong thời không này, thực lực cũng tiến bộ thêm một bậc. Khi họ ra ngoài thì đã là sáng sớm ngày hôm sau, sau khi chuẩn bị qua một chút thì cùng nhóm Ngô Bình xuất hiện ở học phủ truyền kỳ. Phụ cá cược của đôi bên sẽ diễn ra ở học phủ truyền kỳ, đầu tiên sẽ là phần thi của giáo viên. Phần này có 3 vòng thi, mỗi bên sẽ cử 1 đến 3 giáo viên ra để tỉ thí 3 lĩnh vực, bên nào thắng 2 trên 3 thì thắng chung cuộc. 3 vòng thi này đã được định trước là thực lực, đan đạo và dạy học. Ngô Bình đã từng đến học phủ truyền kỳ, lần này quay lại thì anh thấy nơi này đã thay đổi rất nhiều. Hiện giờ, học phủ truyền kỳ đã rộng hơn trước nhiều, số người cũng tăng thêm. Phủ chủ mới của học phủ truyền kỳ không ra đón tiếp họ, mà chỉ cử một trưởng lão ra đón đoàn của Ngô Bình và Lệ Hồng, sau đó sắp xếp cho họ vào một ngôi nhà vừa nhỏ vừa tồi tàn. Rõ ràng học phủ truyền kỳ đang cố ý sỉ nhục học viện vạn đạo. Dẫu sao học phủ truyền kỳ cũng thu nhận được nhiều kỳ tài từ các vũ trụ khác hơn, một học viện vạn đạo nhỏ bé không là gì trong mắt họ cả, họ đã nắm chắc phần thắng trong tay rồi. Ngô Bình nhìn căn nhà nhỏ bé này rồi điểm tay lên không, một cung điện với khí thế nguy ngã đã xuất hiện trên cao, đây chính là pháo đài Bắc Minh. Anh lớn tiếng nói, không ngờ học phủ truyền kỳ lại nghèo đến vậy, đến một căn nhà gia hồn cũng không có, chúng ta lên kia nghỉ ngơi thôi. Nói rồi, anh dẫn mọi người bay lên pháo đài. Không gian bên trong pháo đài rất rộng, mọi người vừa vào đã phải há hốc miệng vì ngạc nhiên. Lệ Hồng cười nói, anh Ngô, đây là pháo đài kỷ nguyên à? Tôi từng nghe nói đến. Ngô Bình, đây là thất bảo giới, bên trong phong ấn 7 cường giả cấp vũ trụ. Lệ Hồng ngạc nhiên nói, 7 cường giả cấp vũ trụ. Thật phi thường, không biết ai mà giỏi vậy nhỉ? Ngô Bình, tiên sinh Bắc Minh. Lúc này, khí tức mạnh mẽ của pháo đài Bắc Minh đã khiến mọi người trong học phủ truyền kỳ thấy khó chịu, cùng với đó cũng thu hút nhiều người tới xem. Đây là pháo đài kỷ nguyên đấy. Pháo đài kỷ nguyên thì có gì hay, cường giả kỷ nguyên là tạo ra được rồi, có người nói. Đây không phải pháo đài kỷ nguyên bình thường đâu, khí tức của nó mạnh thế thì chắc là pháo đài năm hoặc nhiều kỷ nguyên hơn đấy. Trải qua càng nhiều kỷ nguyên thì pháo đài càng lưu giữ nhiều dấu ấn kỷ nguyên, nguyên lý cũng như cường giả kỷ nguyên. Cái gì? Pháo đài năm kỷ nguyên sao? Mọi người xung quanh đều ồ lên, xem ra học viện vạn đạo cũng ghê ra trò nhỉ, có cả bảo bối thế này cơ đấy. Đúng lúc này, chợt có một tia sáng chiếu từ trong pháo đài xuống, một bục khổng lồ xuất hiện trên không, có hơn 100 học viên của học viện vạn đạo đều đứng ở đây. Trong tay mỗi mọi người đều cầm 1 đến 2 viên đan dược rồi bắt đầu giao bán, các đan dược này đều do Ngô Bình luyện chế trong lúc nhàn rỗi, loại nào cũng có công dụng kỳ diệu mà không thể mua ở nơi khác được. Thấy trên đó náo nhiệt quá nên mọi người của học phủ truyền kỳ đã nhảy lên xem, khi thấy những người này đang bán đan dược thì lập tức tò mò rồi tiến lại gần xem. Một đệ tử tinh anh của học phủ truyền kỳ đã đi tới gần một học viên của học viện vạn đạo. Sau đó phát hiện viên đan dược mà người này đang cầm chỉ to như hạt lạc và đang tỏa ra tia sáng màu tím, mặt ngoài của đan dược có 12 tầng phù văn lưu truyền, thoạt nhìn rất kỳ diệu. Đệ tử của học phủ truyền kỳ sáng mắt lên hỏi, anh bạn, đan dược này có tên là gì? Học viên của học viện vạn đạo, đây là bổ thiên đan 12 giờ mà học viện phát cho các học viên, uống nó vào rồi thì có thể bù đắp được hết mọi thiếu sót trước cảnh giới đạo quân. Từ đó giúp tu sĩ tu hành được hoàn hảo hơn. Đệ tử kia nghe thấy vậy thì cảm thấy không thể tin được, trên đời có loại đan dược này ư? Học viên của học viện vạn đạo, có chứ,
học viện chúng tôi vẫn còn đan dược lợi hại hơn cả viên này. Đệ tử kia đầy ngưỡng mộ hỏi, anh có bán không? Học viên, có, nhưng giá hơi cao đấy. Đệ tử, bao nhiêu? 500 triệu tiền đạo. Đệ tử hít vào một hơi lạnh rồi nói, đắt quá. Chịu thôi, ai bảo đan dược của tôi tốt quá má. Đệ tử kia đắn đo một hồi, cuối cùng vẫn cắn răng mua viên đan dược ấy, đương nhiên là phải chạy đi vay tiền. Cùng chung hoàn cảnh với đệ tử này, nhiều đệ tử khác của học phủ truyền kỳ cũng nhìn thấy các viên đan dược rất tốt, hiếm có ai khước từ được trước sức hấp dẫn của chúng. Cuối cùng, hầu hết đệ tử của học phủ truyền kỳ đều gánh trên vai khoản nợ lớn để mua đan dược của học viện vạn đạo. Nhiều người gấp tới độ mua xong là uống luôn, loáng cái toàn thân họ đã phát sáng, có người còn đột phá ngay lập tức, số còn lại không đột phá thì khí tức cũng mạnh hơn nhiều. Đan được tốt, người thành công khen ngợi. Lúc này, Ngô Bình và Lệ Hồng đang đứng quan sát ở cách đó không xa. Lệ Hồng cười nói, anh Ngô, bán cho đối thủ nhiều đan dược tốt như vậy thì phí quá. Ngô Bình, phí gì? Sớm muộn họ cũng thành học viên của học viện vạn đạo. Lệ Hồng quan sát kỹ thì thấy những người có đủ tiền để mua đan dược đều là đệ tử ưu tú nhất của học phủ truyền kỳ, vì đệ tử bình thường đều không có đủ tiền để mua. Cô ấy lập tức hiểu được ý của Ngô Bình ngay rồi nói, anh Ngô lấy đâu ra nhiều đan dược quý thế, đến tôi còn thấy thèm. Ngô Bình, tôi luyện đấy, hàng độc, không có bán ở ngoài đâu. Ngày càng đông đệ tử của học phủ truyền kỳ chạy đến hóng hớt, sau đó ai cũng thấy ngưỡng mộ học viên của học viện vạn đạo. Học viện vạn đạo này chịu chơi thật đấy, phát cho học viên toàn đan dược quý thế kia, viên nào bét cũng cả vài trăm triệu. Mà đây chưa phải các học viên xuất sắc nhất đâu. 2. Học phủ truyền kỳ nhà mình mang tiếng do Đại Thiên Tôn xây dựng, chỗ dựa tốt thế mà sao tài nguyên lại thua học viện vạn đạo nhỉ? Hừ, tài nguyên có nhiều đến mấy thì cũng chưa đến lượt các đệ tử như mình dùng, bên trên còn có các trưởng lão, quản lý, đến lượt mình thì còn lại bao nhiêu đâu. Chán thật, người với người mà sao khác biệt đến thế? Học phủ truyền kỳ cũng đã để ý thấy ngày càng có nhiều người tập trung về một chỗ, lập tức họ đã cử người đến gọi hết các đệ tử của học phủ về, không cho phép bén bảng quanh đây nữa. Nửa tiếng sau, một trưởng lão của học phủ truyền kỳ đã đến thông báo phần thi của giáo viên sắp bắt đầu, mời học viện vạn đạo chuẩn bị. Vì thế, nhóm Ngô Bình đã xuất phát. Điểm thi là một quảng trường trong học phủ truyền kỳ, mọi thứ đã chuẩn bị xong xuôi. Phủ của học phủ truyền kỳ cùng các trưởng lão cũng đã xuất hiện. Phủ chủ tên là Lãnh Hoang, anh ta mỉm cười nói với Lệ Hồng, viện trưởng Lệ, vòng đầu tiên sắp bắt đầu rồi, không biết phía học viện vạn đạo cử giáo viên nào lên thi. Lệ Hồng, đương nhiên là Ngô Bình giáo viên 7 sao của chúng tôi rồi. Ngô Bình bước ra rồi gật đầu chào với mọi người. Nghe thấy thế, tất cả mọi người đều kinh ngạc, giáo viên 7 sao ư? Đùa nhau à? Một trưởng lão của học phủ truyền kỳ cười mỉa, giáo viên 7 sao. Nếu tôi nhớ không nhầm thì trước đó thầy giáo Ngô này mới chỉ là giáo viên 4 sao thôi mà. Học phủ truyền kỳ đã tìm hiểu về học viện vạn đạo rồi nên cũng nắm khá rõ tình hình. Lệ Hồng, đúng thế, đó là tôi cố ý tung hỏa mù, thật ra thầy Ngô là cấp 7 sao. Mọi người đều ngơ ngác nhìn nhau, nếu đúng là vậy thì e trận này căng rồi. Lãnh Hoang thờ ơ nói, học viện vạn đạo chỉ có một giáo viên thôi à? Xem ra nhân tài ở quý viện ít quá nhỉ? Ngô Bình cười nói, giáo viên giỏi thì không cần nhiều, một chấp 10 là được rồi. Lãnh Hoang nhìn Ngô Bình rồi nói, trận đầu là thực chiến, thầy giáo kỳ quân của chúng tôi sẽ ra trận. Thầy kỳ có huyết mạch của ba tộc là Vu, Thần và Nhân, thực lực của thầy ấy rất mạnh, từng giết được cường giả một kỷ nguyên. Một người đàn ông với dáng người cao lớn, mái tóc màu xanh cùng đôi mắt tím bước ra, tay của người này còn đô hơn đùi của Ngô Bình, đúng kiểu cường giả thiên về sức mạnh. Kỷ quân bước ra rồi nói với Ngô Bình, đừng lãng phí thời gian, ra tay luôn đi. Ngô Bình nói, không mất nhiều thời gian đâu, cùng lắm anh chỉ đỡ được hai chiêu của tôi. Kỷ quân cười khẩy, mạnh miệng quá nhỉ, chiến. Bụp. Không biết một cú đấm đã đấm vào mặt của kỳ quân từ lúc nào. Phụt. Kỳ quân đã đánh bại cường giả một kỷ nguyên đã bị đánh bay,
sau đó ngã xuống đất co giật rồi bất tỉnh nhân sự. Cảnh tượng này khiến tất cả mọi người đều ngẩn ra, Ngô Bình đã hạ Kỳ Quân bằng một chiêu ư. Ngô Bình nhanh chóng đi tới gần Kỳ Quân rồi vỗ và véo vài cái vào mặt hắn, gương mặt biến dạng đã nhanh chóng bình thường trở lại, Kỳ Quân cũng đã tỉnh. Ngô Bình cười hỏi, anh không sao chứ? Kỳ Quân hoảng sợ nói, cảm ơn anh đã nương tay. Cú đấm vừa rồi của Ngô Bình đã khiến Kỳ Quân sợ mất mật, hắn biết nếu Ngô Bình không nương tay thì mình đã chết rồi. Ngô Bình, đừng khách sáo, tôi không giết anh vì muốn anh đến học viện Vạn Đạo làm giáo viên. Lãnh Hoang nhăn mặt rồi ho khan nói, thầy Ngô, cứ thắng đi đã rồi tính. Ngô Bình cười nói, vòng 2 là luyện đan hả, nhanh lên thôi. Lãnh Hoang, mời thầy Hoa. Một ông lão tóc bạc trắng bước ra rồi lấy lò luyện ra nói, tôi là Hoa Nghiêm. Lãnh Hoang, mỗi người được lấy 100 loại dược liệu, không hạn chế số lượng. Cả hai sẽ dùng các dược liệu mình chọn để luyện chế đan dược của mình, cuối cùng đan dược của ai có chất lượng và giá trị tốt hơn thì người đó thắng. Ngô Bình, giá trị của đan dược thì khó đánh giá lắm, tính kiểu gì được. Lãnh Hoang, đơn giản, có khá nhiều tu sĩ đến đây xem, chúng ta có thể giao bán tại chỗ xem đan dược của ai bán được với giá cao hơn. Ngô Bình, được. Anh lấy lò luyện bát quái ra, đã có người mang 100 loại dược liệu đến, anh chọn trong số đó rồi bắt tay vào luyện đan. Ưu thế của Ngô Bình là tự tạo đan dược, anh chỉ liếc một cái đã ra phương thức luyện đan tốt nhất và bắt tay vào làm ngay. Hoa Nghiêm ở phía bên kia vẫn đang nếm thử dược liệu và nghiên cứu cách điều phối. Ngô Bình đã bắt đầu luyện đan, chưa tới 15 phút sau, anh đã luyện xong một lò đan dược với thành phẩm là 5 viên. Ngô Bình lấy đan dược ra rồi thì Hoa Nghiêm mới bắt đầu bỏ dược liệu đầu tiên vào trong lò. Các vị, đan dược của tôi có tên là Ngũ Hành Thánh Tiên Đan. Uống nó vào thì sẽ có thể chất thánh nhân, đồng thời thần hồn cũng trở nên vô cùng mạnh mẽ, từ đó tu hành sẽ lên như diều gặp gió. Có người nói to lên trong đám đông, uống vào là thành thánh nhân ư. Chém gió vừa thôi, thánh nhân nào dễ thế. Ngô Bình nhìn thì thấy người đó mới khoảng 20 tuổi, tu vi thì thấp tè nên cười nói, nếu cậu không tin thì tôi tăng cho một viên này, uống thử đi thì biết. Người đó nghe thấy được tặng đan dược miễn phí thì vội chạy ra lấy ngay, cho tôi thật à. Ngô Bình ném đan dược cho người đó rồi nói, uống đi rồi ngồi xuống vận công mà hấp thu. Người kia mừng rỡ rồi uống luôn, sau đó ngồi xếp bằng xuống luyện hóa. Chưa tới 10 phút sau, tất cả lỗ chân lông trên người kia đều phát ra thánh quang, một luồng sức mạnh dũng mãnh đã rèn luyện hình thể và thần hồn của anh ta, tuy vẻ mặt anh ta có vẻ đau đớn, nhưng xen lẫn trong đó là cảm giác dễ chịu. Hơn chục phút sau, người này đã hoàn toàn lột xác và biến thành hình thể của thánh nhân. Anh ta mở mắt ra rồi mừng điên lên nói, tôi là thánh nhân rồi, tôi là thánh nhân rồi. Ngô Bình hỏi, anh thấy hiệu quả đan dược của tôi thế nào? Quá tốt, nó là đan dược tốt nhất trên đời, người đó hô lên rồi dập đầu cảm ơn Ngô Bình. Hoa Nghiêm ở bên kia đang vã mồ hôi, ông ấy có thể thấy đan dược của Ngô Bình bét cũng là cấp truyền kỳ. Còn mình thì giỏi lắm chỉ luyện chế ra được đan dược cấp phương phẩm thôi. Huống hồ, đan dược của ông ấy còn kém xa Ngũ Hành Thánh Tiên Đan của Ngô Bình. Cuối cùng, đan dược của Hoa Nghiêm cũng ra lò, thành phẩm là 4 viên đan dược, nhưng có 1 viên là phế đan. 3 viên còn lại chỉ miễn cưỡng đạt cấp nhị phẩm. Hoa Nghiêm là người ưa sĩ diện nên thở dài nói, tôi thua rồi, trình luyện đan của các hạ quá lợi hại, tại hạ khâm phục. Ngô Bình chắp tay nói, quá khen. Ngô Bình đã thắng 2/3 vòng nên vòng 3 không cần tiến hành nữa. Lãnh Hoang xa sầm mặt rồi quan sát Ngô Bình với vẻ trầm ngâm. Lệ Hồng nói, phủ chủ lãnh. Theo giao ước thì nếu học viện Vạn Đạo chúng tôi thắng sẽ được chọn 100 giáo viên ở bên mình. Lãnh Hoang thờ ơ nói, đúng, học phủ truyền kỳ sẽ không nuốt lời, nhưng đi kèm với giao ước có một điều kiện là những người được chọn phải đồng ý. Nếu các giáo viên không chịu đi thì học viện Vạn Đạo cũng không được ép. Ngô Bình, đương nhiên, giờ mời tất cả giáo viên của học phủ truyền kỳ bước ra đây. Lãnh Hoang vung tay lên. Các giáo viên ở sau lưng anh ta đều lần lượt bước ra. Ngô Bình và Lệ Hồng đi tới trước mặt một cô giáo,
Ngô Bình nhìn cô ấy rồi hỏi, cô bao nhiêu tuổi rồi? Cô giáo này rất xinh đẹp, cô ấy đỏ mặt đáp, anh hỏi chuyện này làm gì? Ngô Bình nghiêm túc nói, tu vi của cô có vấn đề, lẽ ra có thể đột phá đạo tổ rồi, nhưng tiếc là cô đang có nhiều vấn đề lắm. Cô giáo đó thở dài nói, đúng vậy, nhưng tôi không biết làm sao cả, ai tu hành cũng sẽ gặp vấn đề nọ kia thôi. Ngô Bình đưa cho cô ấy một viên đan dược, đây là bổ thiên đan 12 giờ mà tôi luyện chế, nó có thể loại bỏ các vấn đề của cô, sau đó giúp cô đột phá lên đạo tổ. Cô gái kinh ngạc nói, thật ư. Ngô Bình cười nói, cô cũng thấy trình độ luyện đan của tôi rồi còn gì, tôi không lừa cô đâu. Cô gái thoáng đấu tranh tư tưởng rồi nói, tự nhiên được tặng không đan dược thế này, tôi. Ngô Bình, chỉ cần cô gia nhập học viện vạn đạo, cô sẽ được dùng đầy đan dược thế này. Hơn nữa, tài nguyên mà chúng tôi cung cấp cho các giáo viên cũng nhiều gấp 2 học phủ truyền kỳ. Nếu lương của cô ở đây là 10.000 tiền đạo thì sang bên tôi sẽ là 30.000 tiền đạo. Ngô Bình, hơn nữa, học viện vạn đạo còn có truyền thừa võ đạo chính thống nhất. Nghe thấy thế, một thầy giáo râu sồm hỏi, sao lại là truyền thừa võ đạo chính thống? Ngô Bình mỉm cười rồi điểm tay một cái, trật tự võ đại chí tôn trên hư không khẽ rung lên, sau đó cả vũ trụ đều có một luồng khí tức võ đạo đang chấn động. Thầy giáo kia sáng mắt lên nói, trời, trật tự võ đạo đó là thầy viết ư? Ngô Bình, đúng thế. Thầy giáo kia hít sâu một hơi rồi nói, xin hãy chọn tôi là người đứng đầu võ đạo ở học phủ truyền kỳ. Lãnh Hoang nhíu mày, sau đó bất ngờ tung một chưởng về phía thầy giáo kia. Ngô Bình đã nhìn thấy trước nên cũng vung tay phản đòn. Lãnh Hoang nhìn anh rồi nói, thì ra người đó chính là anh là Lý Huyền Bình đại đế của thiên võ. Ngô Bình cười nói, đúng, Ngô Bình là bí danh của tôi, chứ tên thật là Lý Huyền Bình. Nghe thấy vậy, tất cả mọi người đều sững sờ, bảo sao người này lại mạnh thế, ra là đại đế của thiên võ người dám đối đầu với đại đế thiên đình. Lãnh Hoang, đây là cá cược giữa học viện vạn đạo và học phủ truyền kỳ, không liên quan đến anh, kết quả này bị hủy. Ngô Bình, anh nói hủy là hủy ư, tôi là giáo viên 7 sao thật. Lệ Hồng, đúng thế, thầy Ngô là giáo viên mạnh nhất của học viện vạn đạo, đương nhiên anh ấy có thể thay mặt học viện tham gia cuộc thi này. Lãnh Hoang híp mắt lại nói, tôi bảo hủy là hủy. Ngô Bình cười khẩy, Lãnh Hoang, đừng có không biết điều. Lúc trước, tôi ngưng tụ đại đạo chí tôn thứ 45, anh chèn ép tôi cho bằng được. Bây giờ thì sao, bị tôi vượt trước 2 bậc nên cay cú chứ gì. Lãnh Hoang hừ nói, tôi sẽ ngưng tụ đại đạo tiếp để chèn ép anh. Ngô Bình, khoác lác vừa thôi, nếu anh có bản lĩnh ấy thì đã làm luôn lúc đó rồi. Lãnh Hoang, kết quả hôm nay bị hủy, dứt lời, anh ta định bỏ đi. Ngô Bình nói lớn lên, giáo viên của học phủ truyền kỳ nghe đây, ai gia nhập học viện vạn đạo thì sẽ được tăng bổng lộc lên gấp 10 lần. Ngoài ra, tôi đảm bảo tất cả mọi người đều sẽ có thể chất đại thánh. Tiếp nữa, mọi người còn được mua đan dược tốt với giá rẻ. Những điều kiện này quá hấp dẫn, các giáo viên của học phủ truyền kỳ đều dao động. Lãnh Hoang nổi giận nói, dám dụ dỗ nhân tài trước mặt tôi, anh to gan đấy. Ngô Bình nhướng mày, sao, không phục à, có muốn đánh một trận không? Lãnh Hoang nắm chặt tay thành quyền, nhưng cuối cùng vẫn nhịn, vì anh ta biết rõ mình không phải đối thủ của Ngô Bình. Lý Huyền Bình, anh biết tôi có thân phận là gì không, anh ta lạnh giọng nói. Ngô Bình, nói nghe coi, xem tôi có sợ không nào. Lãnh Hoang, Đại Thiên Tôn chính là cậu ruột của tôi. Ngô Bình nghe xong thì cười phá lên, con trai của Đại Thiên Tôn còn bị tôi đánh nữa là cháu bên ngoại là anh. Anh, Lãnh Hoang tức phát điên. Ngô Bình, này, đừng làm trò nữa, thi nốt cho xong đi để tôi còn chọn giáo viên. Nếu anh định chơi xấu thì tôi còn chơi xấu hơn anh đấy. Kẻ nào dám lộng hành ở học phủ truyền kỳ thế hả, đột nhiên có một giọng nói vang lên. Lãnh Hoang sáng mắt rồi cười lớn nói, Lý Huyền Bình, hôm nay anh chết chắc rồi. Ngô Bình nhìn người vừa đến, đó là một người đàn ông mặc áo giáp vàng, có vẻ như ông ta vừa mới từ chiến trường trở về, trên áo giáp dính đầy máu. Ông ta cầm một cây kích trong tay,
khí tức đáng sợ tỏa ra xung quanh. Chú hai, Lãnh Hoang mỉm cười tiến lên nghênh đón. Người này chính là tướng quân đã lập nhiều đại công của Tiên Đình, ông ta tên là Lãnh Minh. Ông ta vừa dẫn quân tiêu diệt một đội quân ma tộc lớn và chiếm được một phần lãnh thổ ma vực. Vừa rồi ông ta còn ở trên chiến trường, nhưng nhận được tin cháu trai kêu cứu nên lập tức chạy tới. Lãnh Minh nhìn Ngô Bình nói, có chút tu vi đấy, nhưng không đủ chống đỡ sự kiêu ngạo của cậu đâu. Ngô Bình thờ ơ nói, tôi chỉ làm theo thỏa thuận. Là do lãnh phủ chủ của học phủ truyền kỳ không giữ lời hòng trục lợi cho bản thân. Lãnh Minh, cái gì mà giữ lời với không giữ lời, Lãnh Hoang nói sao thì chính là như vậy. Ngô Bình cười lạnh, dám nói năng như vậy, ông cho rằng là tướng quân Tiên Đình thì có thể vô lễ với tôi sao? Lãnh Minh cả giận, hỗn xược, tiểu đạo sĩ, dám hỗn xược với bổn tướng quân, đúng là tự tìm đường chết. Bùm! Bốn phía hư không chấn động, 300 hộ vệ xuất hiện. Thực lực của những hộ vệ này rất đáng sợ, bọn họ không phải người, mà là yêu ma. Thực lực của mỗi ma vệ đều có thể so sánh với đạo tôn, trong tay bọn chúng đều cầm một thanh ma đao. Lúc này 300 thanh ma đao cùng nhau vung lên, ngưng tụ thành một đạo đao quang màu đen, chém về phía Ngô Bình. Đao quang còn chưa tới nhưng dưới áp lực đáng sợ kia, Ngô Bình đã cảm thấy không thoải mái. Anh khẽ cau mày, bất ngờ giơ tay lên không trung rồi chụp một cái, một bàn tay to lớn dường như có thể che cả bầu trời xuất hiện, nắm chặt lấy đao quang màu đen. Đao quang giãy giụa vặn vẹo, nhưng không cách nào thoát khỏi bàn tay to lớn của Ngô Bình. Anh liếc nhìn rồi dùng năm ngón tay bóp chặt, đao quang biến mất. Lãnh Minh sửng sốt, nói, xem ra tôi đã đánh giá thấp cậu. Ngô Bình thờ ơ nói, loại rác rưởi này mà ông cũng thả ra để làm xấu mặt mình sao? Anh vừa nói vừa phất tay áo, 300 đạo thánh quang rơi xuống mặt đất, hư không chấn động, vô số luồng năng lượng mạnh mẽ tụ lại xung quanh anh. Mỗi một đạo thánh quang ngưng tụ thành một thiên thánh vệ. Thiên thánh vệ này chỉ có thiên thánh mới có thể sử dụng được. Đội quân này mạnh hơn nhiều so với những thánh vệ bình thường. Thiên thánh vệ vô hình vô dạng. Chịu ảnh hưởng của thánh đạo chí tôn trong vũ trụ và được sinh ra từ hư không. 300 thiên thánh vệ này mặc áo giáp bạc, tay cầm trọng kiếm, đoản đao và khiên tròn, thân cao hơn 100 thước. Bấy lâu nay, các thiên thánh vệ này đều được Ngô Bình truyền cho tuyệt kỹ võ đạo mạnh nhất của anh. Cho nên, mỗi người trong số họ đều nắm vững những tuyệt kỹ thiên hạ vô song. Nhìn thấy thiên thánh vệ, sắc mặt Lãnh Minh trở nên khó coi, hỏi, đây là cái gì? Sau thiên đế, trên đời không còn thiên thánh nữa nên ông ta đương nhiên không nhận ra đội vệ binh này, nhưng khí tức đáng sợ của nó lại khiến ông ta cảm thấy bất an. Giết! Theo lệnh của Ngô Bình, 100 trong số 300 thiên thánh vệ xông ra, hóa thành 100 luồng ánh sáng bạc lao thẳng về phía 300 ma vệ. Những ma vệ này có thể chất độc đáo, bất khả xâm phạm và bất tử. Nhưng thiên thánh vệ đã dùng dao chém xuống khiến các ma vệ nhanh chóng rơi đầu. Sau đó bị thiêu rụi và tiêu diệt hoàn toàn. Ma vệ giống lên một tiếng, 4-5 ma vệ chống lại một thiên thánh vệ. Nhưng vô dụng, những tia sáng bạc tuôn ra như tia chớp, mỗi ánh kiếm lóe lên là một ma vệ mất đầu. 300 ma vệ chẳng mấy chốc đã bị tiêu diệt. Lãnh Minh trong lòng không khỏi xót xa, những ma vệ này ông ta mất hơn 100 năm mới tập hợp lại được, hao phí không ít công phu cùng tài lực để đào tạo. Vậy mà hiện tại các ma vệ đều bị chém mất đầu. Có điều, việc này cũng khiến ông ta bình tĩnh lại, hít sâu một hơi, nói các hạ đã giết binh lính của Tiên Đình. Ngô Bình hờ hững đáp, chỉ là giết một ít ma vệ mà thôi, khi xưa tôi giết thống lĩnh Tuần Thiên, cũng không thấy Tiên Đình dám ho he gì. Sắc mặt Lãnh Minh càng thêm khó coi, địa vị của thống lĩnh Tuần Thiên so với ông ta không thua gì, vậy mà Ngô Bình dám giết. Hít sâu một hơi, Lãnh Minh nói, vừa rồi là tôi xen vào chuyện của các hạ, xin cáo từ. Cáo từ, tôi cho phép ông đi sao, Ngô Bình đáp. Lãnh Minh ngẩn ra, hỏi, vậy cậu muốn cái gì? Ngô Bình, Lãnh Hoang là tiểu bối của ông, tiểu bối không hiểu phép tắc, trưởng bối không nên dạy dỗ một chút sao? Lãnh Hoang nghe những lời này thì vô cùng tức giận, Lý Huyền Bình, đừng khinh thường người quá đáng. Ngô Bình nhìn Lãnh Minh, ông không giáo huấn hắn,
vậy thì tôi giáo huấn ông. Nói xong, 300 thiên thánh vệ đều rút kiếm, sát khí kinh khủng khiến Lãnh Minh khiếp sợ. Lãnh Minh sắc mặt âm trầm đi tới trước mặt Lãnh Hoang, giơ tay tát anh ta một cái, cả giận nói, Lãnh Hoang, sao cháu lại không hiểu phép tắc như vậy? Lãnh Hoang ngẩn ra, nhưng người ra tay lại là chú của mình nên anh ta chỉ có thể cắn răng nói, chú hai. Chấm. Lãnh Minh nghiêm mặt nói, làm theo thỏa thuận đi, chú sẽ đích thân giám sát. Ngô Bình khẽ cười nói, vậy mới phải chứ. Tiếp theo, anh chọn 100 giáo viên hướng dẫn từ học phủ truyền kỳ. Những người giáo viên này đã nhìn thấy sức mạnh đáng sợ của Ngô Bình, ngay cả các tướng lĩnh của Lãnh Hoang và Tiên Đình đều rất sợ anh, cho nên họ đâu dám từ chối. Vì vậy, họ lần lượt chọn gia nhập học viện Vạn Đạo và trở thành giáo viên ở đó. Sau đó, có một cuộc thi giữa các học sinh, mỗi bên cử ra 5 học sinh để thi đấu. Kết quả không có gì ngạc nhiên, sau khi 5 học sinh của Ngô Bình luyện tập võ thuật, họ đã có lợi thế vượt trội so với các thiên tài từ học phủ truyền kỳ. Trong số 5 vòng đấu, học viện Vạn Đạo đã thắng 3 trận, hòa 1 trận và thua 1 trận. Một trận thua là do học sinh tham gia quá bất cẩn và rơi vào bẫy của đối thủ, đánh mất cơ hội để đánh bại đối phương. Tuy nhiên, điều này không ảnh hưởng đến kết quả cuối cùng. Vì vậy, Ngô Bình lại chọn 100 học sinh xuất sắc nhất từ học phủ truyền kỳ. Giống như những giáo viên, những học sinh của trường này cũng ngưỡng mộ sức mạnh của học viện Vạn Đạo và lần lượt gia nhập. Đối với những người không muốn, Ngô Bình nhanh chóng thay thế họ bằng những học sinh khác sẵn sàng gia nhập học viện Vạn Đạo. Bằng cách này, Ngô Bình đã lấy đi 100 giáo viên và 100 học sinh giỏi nhất từ học phủ truyền kỳ và chuyển sang học viện Vạn Đạo. So với việc mất 200 giáo viên và học sinh, ảnh hưởng của chuyện này thậm chí còn lớn hơn. Hầu như tất cả mọi người trên thế giới đều cho rằng học phủ truyền kỳ kém xa học viện Vạn Đạo. Điều này đã khiến những thiên tài ban đầu đăng ký vào học phủ truyền kỳ bây giờ thi nhau thay đổi nguyện vọng để gia nhập học viện Vạn Đạo. Trong học viện Vạn Đạo, Lệ Hồng đã bắt đầu sắp xếp cho những giáo viên và học sinh mới. Ngô Bình cũng không nhàn rỗi, anh mở lò luyện đan, bắt đầu luyện chế một số đan dược. Những đan dược anh luyện chế đều bổ trợ cho việc tu luyện võ đạo. Với năng lực hiện tại của mình, anh có thể điều khiển hàng chục ngàn con rối luyện đan cùng một lúc để luyện chế đan dược cao cấp. Chỉ có một số loại đan dược cực quý hiếm thì mới cần anh đích thân luyện. Sau khi ở lại học viện Vạn Đạo vài ngày, Ngô Bình trở lại cung điện. Công việc triều đình hiện nay chủ yếu do Đường Tử Di và một số cố vấn của cô cùng phụ trách. Dù vậy vẫn có một số vấn đề chưa được xử lý thỏa đáng. Đế quốc Thiên Võ bành trướng quá nhanh, công việc hàng ngày quá nhiều, Đường Tử Di không thể làm tốt mọi việc. Vì vậy, ngay khi trở về, Ngô Bình đã đảm nhận nhiệm vụ quan trọng là điều hành đất nước. Anh dùng pháp thuật của Thiên Thánh để tạo một hóa thân ngồi trên triều đình xử lý công việc chính sự. Đồng thời, chân thân và hàng vạn hóa thân khác của anh đi khắp các châu lục để điều tra, khám phá thực địa. Ở vùng biên giới phía tây bắc của đại lục Hồng Hoang có những khu rừng rậm rạp, đồng cỏ bất tận và những ngọn núi cao ngất. Khu vực này rất lớn, chiếm khoảng 1/7 diện tích đại lục Hồng Hoang, trên đó có vô số bộ lạc sinh sống. Những bộ lạc này tương đối man dợ, trong nhiều thời đại, không có thế lực nào chinh phục được họ. Bây giờ cho dù có đại nạn thì những bộ lạc này cũng nhất định không chịu ra ngoài mà kiên quyết bám trụ ở cao nguyên này. Những bộ lạc này đều thờ vật tổ, những vật tổ này đều là những sinh vật mạnh mẽ ở một số thời không xa lạ. Chúng trao quyền lực cho mỗi bộ lạc và các bộ lạc tôn thờ những sinh vật mạnh mẽ này thông qua tế lễ và tín ngưỡng. Sau khi đế quốc Thiên Võ mở rộng đến gần khu vực này, các bộ lạc lớn nhỏ bên trong cảm thấy bị đe dọa và liên tục gửi quân đến quấy rối. Ngô Bình liên tục nhận được tin tình báo từ quan ải. Anh nhận thấy rằng đế quốc Thiên Võ đã hao tổn rất nhiều tài nguyên quân sự và của cải, rất nhiều binh lính cũng đã bỏ mạng nhưng vẫn chưa có cách nào chinh phục những khu vực này. Ngô Bình đã có kinh nghiệm giao thiệp với các bộ lạc lớn nhỏ nên anh lập tức đến quan ải đầu tiên ở Tây Nam Ải Thần Võ. Ải Thần Võ được xây dựng trên một dãy núi chạy dài, trên đó được lắp đặt vũ khí hạng nặng và 100 vạn quân đang đóng tại đây. Nếu có kẻ thù xâm lược ở phía Tây Nam, trận chiến đầu tiên sẽ diễn ra ở đây. Một khi Ải Thần Võ bị tấn công, quân đội gần đây sẽ ngay lập tức tập trung tại đây để chiến đấu chống lại kẻ thù.
Hiện nay, vị tướng canh giữ biên ải này không ai khác chính là nữ thần tướng Kỷ Nhược Phi. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 142.